Các bạn đang nghe truyện Long Tượng kiếm chủ tên cũ là tu luyện giảng lược hóa công pháp trên kênh TV Audio CV chương 132, Tâm Quỷ Giới. Tốt, ngươi dẫn ta đi. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, dùng tay bôi qua mặt mình, trong nháy mắt thay đổi một cái bộ dáng, đồng thời xương cốt ở giữa giòn vang, trong bất tri bất giác, cả người cao lớn một tấc, thân hình gầy gò một chút. Bởi vì Trấn Long Tượng nguyên nhân, Trần Phỉ bây giờ đối với thân thể nhỏ xíu trưởng khống, trở nên càng ngày càng tinh tế, liên đới lấy dịch dung thuật đều thoáng cái đề thăng lên một cái cấp độ. Bây giờ cho dù là loại kia dịch dung cao thủ trông thấy Trần Phỉ, đều rất khó phát giác Trần Phỉ bây giờ bộ dáng, đến cùng là thật là giả. Tư ước nam nhìn thấy Trần Phỉ biến hóa, không khỏi nao nao, nhưng ngay lúc đó vui vẻ gật đầu, mang theo Trần Phỉ đi thẳng về phía trước. Vượt qua bảy công tám cuốn đường tắt, tư ước nam đứng tại một cái sân trước tương đối trước đó thuê lại đình viện, nơi này không thể nghi ngờ xa xôi không ít, cũng rách nát rất nhiều. Gia Gia liền tại bên trong. Tư ức nam mở cửa phòng, đem Trần Phỉ ngên tiếng. Trần Phỉ nhìn xem trước mặt phòng ốc, có chút ngửi động cái mũi, ngửi thấy một tia thảo dược hương vị. Tư ức nam mở ra phòng, Trần Phỉ trông thấy giường chiếu nằm một người, chỉ là nhìn xem thân hình bộ dáng, căn bản không phải tư nguyên hải. Chúng ta sợ cừu gia tìm tới, Trốn đến nơi này, Gia Gia dùng bí pháp đem mình cùng ta, biến thành bây giờ bộ dáng. Tư ức nam đi đến bên giường, nhìn xem hôn mê bất tỉnh tư nguyên hải, nước mắt lại không cầm được chảy xuống. Là ai đang đuổi giết các ngươi? Trần Phỉ đi lên trước, nhìn xem tư nguyên hải, khuôn mặt khô cảo, tái nhật không màu, nếu như không phải lòng ngực còn tại có chút chập trùng, đoán chừng sẽ bị người khác nhận làm đã qua đời. Ta cũng không biết, Gia Gia nói là trước kia cừu Gia. Tư ước nam lắc đầu. Trần Phỉ nhíu mày, hiển nhiên Tư Nguyên Hải cũng không có đem chi tiết tình huống cáo tri cháu gái của mình, bất quá cũng bình thường, dù sao Tư ước nam thực tế tuổi tác bất quá 10 tuổi tả hữu, cũng chỉ là một đứa bé. Chỉ là đứa trẻ này trời sinh có lực lượng cường đại, chỉ sợ đây cũng là Tư Nguyên Hải liều chết đem Tư ước nam mang theo trên người nguyên nhân. Tương đối nhà cuốn trúng những người khác, Tư ước nam nếu như lưu tại chỗ cũ, sợ rằng sẽ bị trực tiếp bắt đi. Ngươi tìm đến ta, là có cụ thể biện pháp cứu ngươi gia gia sao? Tư Nguyên Hải tình huống, để Trần Phỉ có chút không biết nên như thế nào ra tay cứu chữa. Trần Phỉ là cái đan sư, hiểu một điểm y thuật, nhưng dù sao không phải chân chính y sư, đối mặt loại này trọng thương hấp hối, Trần Phỉ thật không có biện pháp gì tốt. Có. Tư Ước nam tranh thủ thời gian gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Trần Phỉ, thấp giọng nói, gia gia thân thể kỳ thật không có nhận tổn thương gì nhưng hắn tâm thần bị vây ở tâm quỷ giới bên trong, không cách nào ra, cho nên mới dẫn đến thân thể ngày càng suy bại. Thật sự nếu không đem gia gia từ tâm quỷ giới bên trong lôi ra, gia gia liền không còn cách nào tỉnh lại. Nói xong lời cuối cùng, Tư Ước Nam khống chế không nổi thấp giọng khóc ồ lên. Từ nhỏ Tư Ước Nam liền cùng gia gia của mình tình cảm tốt nhất, Tư Ước Nam không cách nào tưởng tượng gia gia mình tại trước mặt trời khỏi dáng vẻ. Tâm quỷ giới trần phỉ nhíu mày cái tên này làm sao có chút quen thuộc a lần trước tại quỷ cảnh nội cái kia tăng nhân nói mình trong lòng giới bên trong hai người này là có liên hệ gì sao kia là một cái rất nguy hiểm địa phương chỉ có tâm thần có thể bước vào gia gia bởi vì trọng thương bị hắn khống chế quỷ dị kéo vào tâm quỷ giới bên trong ta đã tiến vào hai lần muốn đem gia gia tìm trở về đều thất bại trong thời gian ngắn chỉ còn một cơ hội cuối cùng tư ức nam hai mắt đẫm lệ nói ngươi là muốn cho ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào tâm quỷ giới sao khi tâm quỷ giới đến cùng là dạng gì địa phương trần phỉ không có cự tuyệt tư nguyên hải hai người đã cứu mình cái này ân tình trần phỉ sẽ không quên bất quá tâm quỷ giới cái tên này nghe cũng không phải là địa phương tốt gì tư nguyên hải bị mình khống chế quỷ dị kéo vào trong đó khi tâm quỷ giới bên trong toàn bộ đều là quỷ dị ta cũng nói không rõ ràng gia gia chỉ nói chúng ta ngự quỷ một mạch thành cũng tâm quỷ giới bại cũng tâm quỷ giới trước kia gia gia cũng mang ta từng tiến vào mấy lần nhưng chỉ tại nguyên chỗ thể nghiệm cũng không có xâm nhập tư ước nam lắc đầu trần phỉ nhíu mày chỉ có tâm thần bước vào kia tâm quỷ giới chỉ sợ cũng là khắp nơi trên đất quỷ dị người võ giả kia trọng yếu nhất khí huyết khắc chế liền thành bài trí bất quá bởi vì không còn khí máu hấp dẫn quỷ dị đầu nguồn cũng đã biến mất, ngược lại cũng thành một loại khác cân bằng. Trần Đại Ca, đây là tâm nến, sau khi đốt, thi triển bí pháp, chúng ta liền có thể tiến vào tâm quỷ giới. Tại tâm quỷ giới bên trong, căn này tâm nến cũng sẽ tồn tại, nó có thể che chở chúng ta, không làm cho cái khác quỷ dị chú ý, nhưng là mỗi một lần, chỉ có thể điểm một cây. Tư Ước Nam từ trong ngực móc ra một cây màu trắng ngọn nến, cùng dẫn quỷ bạch nến có chút giống nhau. Nhưng lại có một tia khác nhau, tối thiểu không có loại kia cổ quái hương vị. Tại Tâm Quỷ Giới, còn có cái khác tấm kỵ sao?" Trần Phỉ hỏi. "Có, gia gia nói qua, tại Tâm Quỷ Giới, không muốn đàm luận người danh tự, cũng không nên nói người khác quá khứ, tốt nhất chính là không cần nói, càng không muốn hiếu kỳ, không phải sẽ khiến phiền toái không cần thiết." Tư Ước Nam thấp giọng nói. "Vậy nếu như nhục thân gặp được nguy hiểm, phải làm sao?" trần phỉ nhìn thoáng qua chung quanh nơi này mặc dù vắng vẻ nhưng không có nghĩa là sẽ không gặp phải nguy hiểm đặc biệt là tư nguyên hải còn có cừu gia nếu như vừa vặn tìm tới nơi này vậy bọn hắn chẳng phải là uổng công tiến vào trước toàn bộ viện lạc sẽ có cảnh giới trận thế chỉ cần có người hoặc là công kích đến trận thế sẽ đem chúng ta trực tiếp tỉnh lại đến lúc đó vô luận chúng ta tâm thần tại tâm quỷ giới chỗ nào đều có thể bình yên trở về Tư Ước Nam giải thích nói, ngoại trừ trận thế, chúng ta còn có một cái phòng hộ ngọc bội, cũng có thể giúp chúng ta ngăn cản một lần công kích. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, xem ra Ngự Quỷ một mạch đối với phương diện này đã có đầy đủ phương án. Bất quá lúc này mới bình thường, nếu như không trước cam đoan nhục thân an toàn, nào dám tùy tiện để tâm thần rời đi. Trần Phỉ tiến lên chăm chú xem xét tư nguyên hải tình huống, xác thực không thể lạc quan, nếu như không thêm vào can thiệp chỉ sợ cái này trong một hai ngày, muốn đi rơi. Cho ta mấy canh giờ, đến lúc đó ta tùy ngươi tiến tâm quỷ giới. Tỉnh Nguyên Quyết còn thiếu một chút liền có thể đại viên mãn, nếu là lấy tâm thần tiến vào tâm quỷ giới, kia nghĩ đến tâm thần lực cũng là một cái mấu chốt. Tốt, Trần Đại Ca, ngươi có thể đến căn phòng cách vách nghỉ ngơi. Tư ước nam mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng biết Trần Phỉ đoán chừng là muốn chuẩn bị một vài thứ trần phỉ đi vào căn phòng cách vách trên giường ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tỉnh nguyên quyết từ đạt được tâm nguyên quyết đến dung hợp thành tỉnh nguyên quyết thời gian đã qua rất lâu trần phỉ mỗi ngày cũng chuyên cần không ngừng đến hôm nay rốt cuộc muốn đem tu luyện đến đại viên mãn trạng thái một canh giờ hai canh giờ trần phỉ vốn là hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra hình như có một đạo ánh sáng nhạt từ trần phỉ trong hai mắt hiện lên lại còn nhiều một cái đặc tính không uổng công hao tốn nhiều như vậy điểm cống hiến đổi lấy trần phỉ cảm giác tỉnh nguyên quyết đại viên mãn về sau truyền đến cảm ngộ khóe miệng không khỏi nở một nụ cười lúc trước tỉnh tâm quyết đại viên mãn về sau nhiều hơn một cái cùng loại đạn thời gian đặc tính có thể để trần phỉ tại thoáng qua ở giữa đem tình huống chung quanh nắm giữ toàn bộ mà bây giờ tỉnh nguyên quyết đại viên mãn đạn thời gian như cũ vẫn còn đồng thời còn nhiều hơn một cái cùng loại sát na vĩnh hằng đặc tính cái này đặc tính ngoại trừ đem đạn thời gian tiếp tục tăng cường bên ngoài trần phỉ còn có thể đem địch nhân kéo vào đến cái kia gần như đình trệ thế giới bên trong tại cái kia một lát trần phỉ tư duy có thể vận chuyển bình thường mà địch nhân tư duy thì sẽ bị đình trệ một lát giống như nhỏ nhặt đương nhiên loại này tâm thần công kích năng lực hiệu quả như thế nào ngoại trừ trần phỉ tự thân tâm thần lực cường độ còn phải xem đối phương tâm thần lực tiêu chuẩn nếu như đối phương mạnh hơn trần phỉ quá nhiều tỉ như luyện khiếu cảnh cường giả trần phỉ nếu là dám dùng ra sát na vĩnh hằng chỉ sợ người khác còn không có như thế nào trần phỉ tự thân tâm thần lực liền muốn nổ tung có thêm một cái tâm thần công kích chiêu pháp đối với trần phỉ mà nói xem như cái ngoài ý muốn niềm vui trần phỉ tay phải mở ra một chút mảnh vỡ xuất hiện tại trần phỉ trong tay đây là tâm châu sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh vỡ Trần Phỉ cũng không biết những vật này có hữu dụng hay không, có thể hay không đưa đến tâm quỷ giới bên trong, nhưng trước mang theo trong người, cũng sẽ không lỗ. Điều chỉnh một lát, Trần Phỉ đi tới tư nguyên hải chỗ trong phòng. Trần Đại Ca Tư ước nam ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, thần sắc khẽ nhúc nhích, cảm giác chỉ là một hồi thời gian không có nhìn thấy, Trần Phỉ cho hắn cảm giác, phản phất lại phát sinh một điểm biến hóa. Nhưng muốn cụ thể nói ra chỗ nào, Tư ước nam lại hình dung không ra. Có thể tiến tâm quỷ giới. Trần Phỉ trầm giọng nói. Tạ ơn Trần Đại ca. Tư ước nam trên mặt một chút tách ra tiếu dung, đối Trần Phỉ thật sâu bái. Trần Phỉ khẽ thở một hơi, Tư Nguyên Hải xảy ra chuyện, để cái này lúc trước hùng hài tử, phản phất một chút trưởng thành rất nhiều. Không nói cái này, trước kia Tư ước nam trông thấy Trần Phỉ, cũng sẽ không kêu cái gì đại ca, có thể có một cái, huy đều xem như cùng ngươi tương đối quen tư ước nam từ trong tay áo xuất ra một khối ngọc bội tiếp lấy đem tâm nến nhóm lửa một cổ gợn sóng mùi thơm phiêu đãng ra để cho người ta ngửi có một loại buồn ngủ cảm giác tư ước nam quay đầu nhìn về phía trần phỉ gặp trần phỉ gật đầu tư ước nam bắt đầu hai tay bóp ấn một vòng gợn sóng lấy tư ước nam hai tay làm nguyên điểm hướng phía bốn phía có chút nhộn nhạo lên khối ngọc bội kia đột nhiên trôi nổi mà lên tiếp lấy một chút thả ra một vòng ánh sáng nhạt, đem trần phỉ hai người bao phủ lại. Vốn là rất nhỏ mê mang cảm giác bỗng nhiên tăng thêm, trần phỉ không có kháng cự loại cảm giác này, con mắt chậm rãi nhắm lại. Sau một khắc, trần phỉ cảm giác tâm thần của mình bừng tỉnh hoảng hốt chợt, đột nhiên, trần phỉ con mắt một chút mở ra. Không có phòng ốc, không có tư nguyên hải, chỉ có tư ước nam đứng ở một bên. Bất quá tư ước nam đã khôi phục trước đó 10 tuổi bộ dáng, mà không phải trước đó thiếu nữ bộ dáng trần phỉ nhìn về phía chung quanh bọn hắn giờ phút này đang đứng tại một cái cự đại bình nguyên bên trên tiên vân thành sớm đã biến mất không thấy gì nữa ngược lại là xa xa vài tòa như ẩn như hiện dãy núi cùng tiên vân thành bên ngoài dãy núi hình dáng đại thể nhất trí trần phỉ cúi đầu nhìn thoáng qua mình quần áo vẫn là ban đầu bộ dáng nhưng trắng ra rất nhiều đã mất đi vốn có sắc thái không chỉ có là quần áo Trần Phỉ nhìn xem chung quanh, đều là loại này đen trắng, ở cái thế giới này không có thải sắc. Tư Ước Nam nhẹ nhàng đụng đụng Trần Phỉ tay, chỉ chỉ phía trước, ra hiệu Trần Phỉ đi theo hắn cùng đi. Trần Phỉ nhìn xem Tư Ước Nam trong tay đồ vật, ngoại trừ cây kia tâm nến, còn có một cái cổ sơ phỉ thúy ban chỉ, Trần Phỉ nhớ tới, đây là Tư Nguyên Hải ngày bình thường đều sẽ mang theo người cái này. Dựa vào cái này đến xác định Tư Nguyên Hải tâm thần vị đưa sao? trần phỉ sờ soạn một chút trong tay áo mảnh vỡ tâm châu tàn phiến quả nhiên có thể mang vào cũng không biết gặp được thời điểm nguy hiểm có thể hay không đối cái này tâm quỷ giới quỷ dị sinh ra tác dụng bốn phía yên tĩnh im ắng trần phỉ hai người đi đường thanh âm cũng trong lòng nến tác dụng dưới biến mất không còn tâm tích trần phỉ cảm giác tự thân tình huống cùng lần trước đối mặt tăng nhân thời điểm tâm giới vẫn là có khác biệt cực lớn tối thiểu lúc kia Trần Phỉ còn có thể cảm giác được nhục thân của mình cùng khí huyết. Nhưng ở cái này tâm quỷ giới bên trong, nhục thân phản phất tại nơi vô cùng xa xôi. Trần Phỉ giờ phút này chỉ có thể cảm nhận được thân thể của mình có chút phiêu, loại kia cước đạp thực địa cảm giác không có, ít nhiều có chút không quá thích ứng. Trần Phỉ đi theo tư ức nam một đường tiến lên, bất quá một lát, Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích. Vừa mới bắt đầu, Trần Phỉ coi là cái này tâm quỷ giới, sẽ là cùng bên ngoài thế giới chân thật, hoàn toàn một so một trở lại như cũ cái chủng loại kia, mặc dù tiên vân thành không có, nhưng là xa xa một chút dãy núi xu thế, gần như đều là giống nhau. Nhưng Trần Phỉ hai người bất quá đi một khắc đồng hồ, Trần Phỉ đã nhìn thấy một cái dốc núi. Cái này dốc núi tại Tiên Vân Thành bên ngoài hơn 10 dặm chỗ, tên là Tướng Quân Sườn Núi. Lấy Trần Phỉ hai người bây giờ cước trình, lại không có dùng thân pháp, chính là người bình thường bộ pháp, một khắc đồng hồ đi hơn 10 dặm, đâu có thể nào xảy ra chuyện như vậy, cái này tâm quỷ giới cùng thế giới hiện thực có quan hệ, nhưng khẳng định không phải hoàn toàn trở lại như cũ. Trần Phỉ thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh, so sánh một chút nhận biết hoàn cảnh, đột nhiên, Trần Phỉ toàn thân bỗng nhiên tê dại một hồi, Trần Phỉ thần sắc biến đổi, một thanh ngăn cản trước mặt tư ức nam. Tư ức nam hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Trần Phỉ, không biết Trần Phỉ đột nhiên ngăn lại nàng làm gì. Trần Phỉ dựng lên một thủ thế, ra hiệu phía trước có nguy hiểm. Tư ước nam có chút nghi hoặc nhìn phía trước, nơi đó sương mù phiêu đảng, từ xa nhìn lại, cùng trước đó đi qua đường không có chút nào khác biệt. Trần Phỉ con mắt nhìn chầm chầm phía trước, giờ phút này Trần Phỉ thể xác tinh thần còn có bị kim đâm cảm giác, nếu có hướng phía trước suy nghĩ, loại đau nhói này cảm giác sẽ còn gấp bội tăng cường. Hiển nhiên là Trần Phỉ tâm thần tại dự cảnh, phía trước có lớn vô cùng nguy hiểm, không phải hai người có thể chống cự trần phỉ ra hiệu tư ức nam đường vòng tư ức nam nhẹ gật đầu hai người vòng qua phía trước vị trí từ bên trái vị trí hướng về phía trước đi vòng chỉ là còn chưa đi hai bước trần phỉ lại đem tư ức nam ngăn lại phía trước vẫn là gặp nguy hiểm tương đối vừa rồi mặc dù sẽ hơi yếu một ít nhưng dạng này mạo muội đi vào vẫn là sẽ đối với hai người sinh ra tổn thương tư ức nam không có phản đối tâm quỷ giới bản thân liền là nguy hiểm trùng điệp không phải hai lần trước tư ức nam cũng sẽ không vừa tiến vào không bao lâu liền bị ép rời đi dẫn đến chỉ còn lại như thế một cơ hội tiếp tục hướng bên trái đi vòng lần này hai người nhiều đi một đoạn đường mới tiếp tục hướng phía trước nhưng ngay lúc đó trần phỉ sắc mặt cũng có chút đêm đen tới vẫn là loại kia quen thuộc nhói nhói cảm giác không ngừng bừng tỉnh lấy trần phỉ phía trước có nguy hiểm nếu như không phải đối với mình tâm thần có đầy đủ lòng tin, Trần Phỉ đều muốn hoài nghi có phải hay không mình cảm giác xảy ra vấn đề, đều lượng quanh xa như vậy đường, phía trước vẫn là không cách nào thông hành. Tư Ước Nam có chút bất lực nhìn xem Trần Phỉ, Trần Phỉ nhìn về phía Tư Ước Nam trong tay tâm nến, quá khứ thời gian dài như vậy, tâm nến đã thiêu đốt khoảng 3 phần 10. Vẫn còn rất xa, Trần Phỉ không có phát ra âm thanh, chỉ là ngoác mồm ra ba, dùng miệng hình đối thoại. Không biết, ban chỉ cảm ứng khoảng cách còn rất xa. Tư Ước Nam dùng miệng hình đáp lại, thần sắc có vẻ hơi mờ mịt, cái này phía trước một mực không cách nào thông hành, vậy bọn hắn làm như thế nào tìm về gia gia của nàng, lại trì hoãn xuống dưới, tâm nến thiêu đốt xong, bọn hắn nhất định phải rời đi tâm quỷ giới. Không phải không có tâm nến che chở che giấu khí tức, mặc dù quỷ dị không nhất định sẽ trực tiếp tìm tới, nhưng là tâm quỷ giới bên trong hoàn cảnh liền sẽ đối tâm thần sinh ra to lớn ảnh hưởng bình thường tâm thần sợ rằng sẽ trực tiếp bị tan rã sụp đổ đi xuống dưới trần phỉ do dự một lát dựng lên một cái phương hướng đã từ bên trái đi vòng lâu như vậy không thành vậy chỉ có thể thử từ phía bên phải đi vòng đương nhiên cũng có thể toàn cơ bắp tiếp tục bên trái đi nhưng cảm ứng bên trong trần phỉ ẩn ẩn cảm thấy con đường này sợ rằng sẽ là một đầu tử lộ trực giác loại chuyện này rất khó nói rõ ràng nhưng là đối với võ giả đặc biệt là cường đại võ giả trực giác ngược lại sẽ càng ngày càng chuẩn cái này cùng tâm thần lực trưởng thành có quan hệ trực tiếp tư ước nam gật đầu đồng ý hai người bắt đầu đi trở về lúc đầu đường tiếp theo từ phía bên phải bắt đầu vòng qua đi chỉ chốc lát hai người nghe được tiếng nước trần phỉ giật mình đây cũng là từ tiên vân thành phụ cận chảy qua đầu kia thủy vận sông tiên vân thành bên trong người bình thường lấy dùng sinh hoạt dùng nước đều là từ đầu này thủy vận trong nước thu hoạch được không nghĩ tới trong tâm quỷ giới đem đầu này thủy vận sông cũng hiện ra ra không có đến bờ sông đi vòng một đoạn hai người bắt đầu tiếp tục đi lên phía trước lần này rốt cục thuận lợi rất nhiều phía trước cũng không có cho trần phỉ nhói nhói cảm giác tư ức nam trên mặt rốt cục triển lộ một điểm tiếu dung bên tai quanh quẩn nước sông thanh âm Tư ức nam cảm giác trong tay ban chỉ truyền đến cảm ứng, không ngừng tiến lên. Theo thời gian chuyển dời, tâm nến đang thiêu đốt, nhưng hai người khoảng cách tư nguyên hải tâm hồn cũng biến thành càng ngày càng gần. Trần Phỉ đột nhiên một thanh ngăn cản tư ức nam, nhìn phía trước bóng đen, thần sắc khó coi. Loại kia phản phất cầm châm nhỏ, đỉnh lấy ngươi tráng con mắt cảm giác, lại một lần nữa xông ra. Cái này tâm quỷ giới cứ như vậy biến thái sao, mới đi bao xa con đường, mà lại đi vòng lâu như vậy, lại còn là không cách nào tránh đi. Tư ước nam nhìn xem trong tay tâm nến, chỉ còn lại ban đầu bốn thành không tới, dựa theo ban đầu cước trình, tư ước nam cảm thấy còn có thể miễn cưỡng đến tư nguyên hải tâm hồn chỗ. Nhưng là bây giờ nếu như tiếp tục đi vòng, hoàn toàn không còn kịp rồi. Tư ước nam không biết làm sao nhìn về phía trần phỉ, ánh mắt bên trong đã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Tiếp tục đi lên phía trước, có nguy hiểm to lớn nhưng là nếu như đi vòng bọn hắn liền hoàn toàn không kịp chạy trần phỉ trầm ngâm một lát dùng miệng hình nói tại tâm quỷ giới chạy bộ sẽ dẫn đến tâm thần tiêu hao nghiêm trọng mà lại tâm đến lắc lư rất dễ dàng gây nên quỷ dị chú ý dẫn phát không cần thiết nguy hiểm cho nên hai người vừa rồi đều là đi bộ tiến lên đây là tại tâm quỷ giới bên trong ổn thỏa nhất biện pháp nhưng hiển nhiên Bây giờ ổn thỏa đi bộ, tại về thời gian đã hoàn toàn không đủ. Lại phía trước kia tấm màn đen, để Trần Phỉ căn bản không dám xông vào. Tương đối phía trước mấy lần cảm giác được nguy hiểm, cái này tấm màn đen phản phất muốn đem cả người đều nuốt vào đi, để cho người ta sợ hãi. Nhảy đến ta trên lưng tới. Trần Phỉ ra hiệu một chút, tiếp lấy nửa ngồi xuống dưới, tư ức nam nhẹ gật đầu, nhảy lên Trần Phỉ phía sau lưng. Sau một khắc, trần phỉ hướng phía bên trái vị trí chạy tới cái kia tấm màn đen trực tiếp kéo dài đến bờ sông từ phía bên phải đi vòng đã không quá hiện thực bây giờ chính là cùng thời gian thi chạy trong lòng nến thiêu đốt hầu như không còn trước tìm tới tư nguyên hải tâm hồn trần phỉ chạy tận khả năng bình ổn nhưng tâm nến vẫn là tại kịch liệt lắc lư chung quanh tinh tế vỡ nát thấp giọng nỉ non thanh âm bắt đầu như có như không truyền đến trần phỉ trong tai vừa rồi đi bộ nhưng không có dạng này nỉ non âm thanh loại này nỉ non âm thanh liền phản phất ma âm rót vào tai liều mạng hướng phía trong đầu chui vào chỉ là nghe một lát trần phỉ liền bị làm đến tâm phiền ý loạn cả người đều trở nên táo bạo thậm chí nhìn xem lắc lư tâm nến đều hận không thể đem nó đạp nát một cổ thanh lương trong cơ thể mình bộ bỗng nhiên khuếch tán đem cổ này bực bội một chút thanh trừ tỉnh nguyên quyết phát giác được nguy hiểm tại trần phỉ tâm thần bên trong tự động phản ứng lại tâm nến quan mang bỗng nhiên yếu bớt, Trần Phỉ trong lòng giật mình, quay đầu nhìn lại, tư ức nam trong tay tâm nến, không biết lúc nào, lại bị tư ức nam trong bất tri bất giác gần như bóp nát. Trần Phỉ một tay lấy tâm nến lấy tới, tư ức nam theo bản năng muốn tranh đoạt, thậm chí hủy tâm nến, nhưng ngay lúc đó Trần Phỉ quát khẽ một tiếng, tâm thần sung kích, đem tư ức nam cưỡng ép tỉnh lại. Tư ức nam tay dừng tại giữ không trung, tiếp lấy con mắt khôi phục thanh minh, nhớ tới vừa rồi chuyện của mình làm tư ức nam trên mặt khẽ biến trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ nếu như vừa rồi trần phỉ phản ứng chậm một chút tâm nến chỉ sợ đã bị hủy vậy lần này tâm quỷ giới hành động cũng chỉ tới mà thôi chung quanh thấp giọng nỉ non còn tại thỉnh thoảng truyền vào trong tai tư ức nam nắm lấy trong tay ban chỉ không ngừng cùng loại này nỉ non âm thanh đối kháng cũng may ngự quỷ một mạch đối với tâm quỷ giới huyễn cảnh ảnh hưởng đã sớm quen thuộc vừa rồi chỉ là bị bỗng nhiên xâm nhập, quên lãng chuyện này. Giờ phút này theo tư ước nam không khô chuyển tâm pháp, cuối cùng không có lại bị quấy nhiễu. Phía bên trái bên cạnh đi vòng một đoạn, Trần Phỉ thần sắc có chút khó coi, cái này tâm quỷ giới đều biến thái như vậy sao, phía trước lại còn là gặp nguy hiểm. Cái này ngự quỷ một mạch, bình thường đều là làm sao tại tâm quỷ giới bên trong hành động, cái này phá hoàn cảnh, nhiều đi một khoảng cách, liền không cách nào tiến lên. Còn có thể hay không để cho người ta hảo hảo nhúc nhích một chút. Tư Ước Nam tự hồ cảm giác được Trần Phỉ thần sắc, tâm tình tự hồ ngã xuống đáy cốc, cho nên cho dù tìm người đến giúp đỡ, vẫn là không cách nào đem gia gia cứu ra sao, Trần Phỉ nhìn xem trong tay tâm nến, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, tâm nến lại thiêu đốt không ít. Trần Phỉ nhìn phía trước sương mù, chỉ sợ muốn hơi liều một phen, cái này xem như Trần Phỉ cảm giác được trong nguy hiểm, một cái nhỏ nhất. Tiếp tục đi vòng Tâm nến thời gian căn bản không đủ. Trần Phỉ xem như thấy rõ, muốn tại cái này tâm quỷ giới bên trong hơi đi xa một chút, ngươi không bốc lên một điểm nguy hiểm, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Trần Phỉ định quyết tâm thần, nhìn phía trước hắc vụ, từng bước một đi vào. Bộ pháp tốc độ hơi chậm tại chạy, nhưng tối thiểu sẽ không để cho tâm nến ánh nến chấn động kịch liệt. Tiến vào hắc vụ bên trong, Tư Ước Nam tự hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm nhanh lên đem ánh mắt của mình nhắm lại đồng thời tận lực phong cấm hai lỗ tai của mình loại này có thể ở một mức độ nào đó tránh cho bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng tư ước nam biết mình giúp không được gì vậy chỉ có thể tận lực giảm bớt đối với trần phỉ ảnh hưởng trần phỉ hai mắt quét mắt bốn phía loại kia như có như không nỉ non âm thanh lại một lần xuất hiện so với vừa rồi cường độ tăng lên rất nhiều nhưng cũng may đại viên mãn tỉnh nguyên quyết Hoàng Mỹ chặn lại những âm thanh này xâm nhập, để Trần Phỉ có thể bảo trì thanh tĩnh, không có chịu ảnh hưởng. Trong sương mù, ánh nến bỗng chốc bị áp súc, có chút dán Trần Phỉ hai người thân thể, Trần Phỉ bây giờ chỉ có thể trông thấy phía trước 10 mét bên trong đồ vật, lại địa phương xa, sương mù che giấu hết thảy. Đột nhiên, Trần Phỉ bước chân dừng lại, phía trước 10 mét vị trí, xuất hiện một bóng người. Trần Phỉ con mắt khẽ hít một cái, thân thể lùi về phía sau mấy bước, bóng người kia không có đuổi theo, Trần Phỉ trong lòng khẽ buông lỏng. Lách qua mấy chục mét, Trần Phỉ tiếp tục đi tới, nhưng ngay lúc đó, Trần Phỉ liền dừng bước. Lại là một bóng người xuất hiện ở phía trước, cùng vừa rồi gặp được bóng người hình dáng giống nhau như đúc, hiển nhiên, Trần Phỉ hai người bị để mắt tới. Lần này Trần Phỉ chăm chú quan sát một chút, bóng người kia trên lưng, tự hồ còn cõng một kiện đồ vật, hình dáng nhìn xem có chút quen mắt. Tránh, là hoàn toàn tránh không khỏi. Trần Phỉ liếm môi một cái, nhìn thoáng qua trong tay tâm nến, ngẩng đầu nhìn về phía bóng người, con mắt có chút trừng một cái, cả người bỗng nhiên vọt tới. Mười mét khoảng cách, chớp mắt là tới, Trần Phỉ cũng rốt cục thấy rõ bóng người trước mắt bộ dáng, Trần Phỉ đồng lỗ có chút co rụt lại. Nhân ảnh trước mắt, chính là Trần Phỉ bộ dáng, không chỉ có Trần Phỉ, trên lưng, đồng dạng cổng một cái tư ức nam chỉ là cùng trần phỉ bên này khác biệt chính là đối diện cái kia tư ức nam giờ phút này chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem trần phỉ đối diện trần phỉ cùng tư ức nam trông thấy trần phỉ vốn là thật thà trên mặt đột nhiên tách ra tiếu dung cùng người thường tiếu dung khác biệt đối diện hai cái tiếu dung liền phản phất là loại kia tạo ra ra xem xét liền giả không được đồng thời cũng giả để cho người ta hốt hoảng tiếu dung giống như người giấy phá quát khẽ một tiếng Sát Na Vĩnh Hằng trực tiếp đập vào đối diện hai cái quỷ ảnh trên thân, hai cái quỷ ảnh động tác bỗng nhiên dừng lại, vốn là nâng lên hai tay một chút cứng lại ở giữa không trung bên trong. Trần Phỉ không do dự, từ hai cái quỷ ảnh bên cạnh thật nhanh chạy qua. Hai cái quỷ ảnh trong mắt dãy dụa lấy nhìn về phía Trần Phỉ, nhưng là thân thể lại cứng lại ở đó không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phỉ thật nhanh chạy khỏi nơi này, không có chút nào biện pháp. Trần Phỉ nhanh chóng chạy, sau một lát thoát ly kia một khối khói đen che phủ khu vực loại kia như có gai ở sau lưng cảm giác chậm rãi biến mất cuối cùng biến mất không thấy gì nữa trần phỉ chạy một khoảng cách quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương hát vụ nơi đó tựa hồ có một thân ảnh đứng lẳng lặng xa xa nhìn về phía trần phỉ trần phỉ nhíu mày không có đuổi theo ra đến liền tốt trần phỉ cúi đầu kiểm tra một hồi tâm nến cùng tư ức nam hơi trao đổi một chút tâm nến hẳn là còn đủ tìm tới tư nguyên hải. Trần Phỉ cũng không trì hoãn, bắt đầu chạy bộ tiến lên, đồng thời thử thu nạp tâm nến ánh nến. Thử mấy lần, ánh nến lại thật bị Trần Phỉ thu nạp, chỉ là dán hai người thân thể. Bộ dạng này chung quanh nỉ non âm thanh mặc dù biến lớn, nhưng là ánh nến thiêu đốt tốc độ lại một lần giảm xuống. Đây là vừa mới mặc qua hắc vụ thời điểm, Trần Phỉ phát hiện, bây giờ thử một chút, vậy mà thật có hiệu quả. Cái này nếu như tại thế giới hiện thực, chính là thiên phương dạ đàm, nhưng ở tâm quỷ giới, vậy mà thành lập. Nếu như từ tiến vào tâm quỷ giới, liền phát hiện cái này, chỉ sợ giờ phút này tâm nến còn có thể còn lại hơn phân nữa. Nhưng cũng tiếc, Trần Phỉ là lần đầu tiên đến, Tư Ước Nam đối với cái này tâm quỷ giới cũng là kiến thức nửa vời. Tư Ước Nam cũng có chút tò mò nhìn ánh nến biến hóa, cảm giác được tâm nến thiêu đốt tốc độ giảm xuống tư ức nam trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Bộ dạng này, tìm tới gia gia khả năng trở nên cao hơn. Liền phản phất vừa rồi gặp phải quỷ dị kinh lịch, để cho hai người xấu vận khí sử dụng hết, con đường sau đó trình, trần phỉ chỉ là tại cái khác địa phương cảm giác được nguy hiểm, bọn hắn tiến lên con đường này, ngược lại là thông suốt. Duy nhất, bởi vì ánh nến thu nạp, hoàn cảnh ảnh hưởng tăng lớn, tư ức nam trạng thái trở nên cực kém. Nói cho cùng, nàng chính là một cái 10 tuổi hài tử, mặc dù bởi vì thể chất đặc thù, chiến lược siêu việt thường nhân, nhưng là thời khắc thế này vần quanh bên tai xâm nhập, vẫn là ngăn cản phi thường gian nan. Trần Phỉ tốt hơn rất nhiều, tỉnh nguyên quyết đại viên mãn, để Trần Phỉ tâm thần lực đã vượt qua luyện tủy cảnh, thậm chí là những cái kia luyện tạng cảnh võ giả, cũng muốn so tài một chút nhìn, mới có thể phân ra cái cao thấp. Mà theo lấy thời gian dời đổi, tỉnh nguyên quyết sẽ còn không ngừng tăng trưởng trần phỉ tâm thần lực, giống như nội kình công pháp đối với nội kình tăng trưởng. Đột nhiên, tư ước nam một thanh nắm chặt trần phỉ trên bờ vai quần áo, trần phỉ hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại. Gia gia tâm hồn, đang bị bắt đi. Tư ước nam khẩn trương dùng miệng hình truyền đạt ý tứ. Trần phỉ nhíu mày, từ tiến vào tâm quỷ giới bắt đầu, tư nguyên hải tâm hồn vị trí vẫn luôn là cố định. Bây giờ làm sao lại đột nhiên bị kéo đi? có thể là bởi vì nó. Tư ước nam dơ lên một chút trong tay ban chỉ, bọn hắn vẫn luôn là dựa vào cái này ban chỉ, đến xác định tư nguyên hải vị trí. Gia gia thể nội quỷ dị, đi theo gia gia thời gian quá lâu, vô luận là cùng gia gia tâm hồn, vẫn là cái này ban chỉ, đều có yếu ớt cảm ứng, cái kia quỷ dị tất nhiên là phát giác được ban chỉ tại ở gần, cho nên bản năng rời xa. Tư ước nam lo lắng dùng miệng hình nói. Trần phỉ khẽ gật đầu, nhìn xem ban chỉ, suy nghĩ một chút, đem trong tay áo tâm châu mảnh vỡ xuất ra, tiếp lấy dùng một cái tương đối lớn mảnh vỡ, đem ban chỉ bao khỏa tại trong đó. Tâm châu tác dụng chính là phong cấm, bây giờ vỡ vụn, Trần Phỉ cũng không biết loại này phong cấm năng lực còn thừa lại bao nhiêu. Dừng lại. Tư ức nam không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ban chỉ mặt ngoài mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ vừa đi lên, vốn là đang nhanh chóng di động tư nguyên hải tâm hồn, một chút liền ngừng lại. Nói cách khác, cái kia quỷ dị đã mất đi đối ban chỉ cảm ứng, cho nên lại bản năng dừng bước. Trần Phỉ trên mặt tươi cười, vừa muốn tiếp tục hướng phía trước chạy tới, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Không chỉ có là Trần Phỉ, tư ước nam thần sắc cũng là đột biến. Tư ước nam mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn thoáng qua phương xa, chỉ thiếu một chút, tại sao muốn dạng này, rõ ràng đã xông qua nhiều như vậy nguy hiểm. Trần Phỉ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau một khắc, thân ảnh của hai người biến mất tại tâm quỷ giới bên trong. Ngay tại vừa rồi, nhục thể của bọn hắn cảm giác được nguy hiểm, đây là trong đình viện trận thế truyền đến cảnh báo, lại loại nguy hiểm này cảm giác đang kéo dài tăng cường, hiển nhiên, kẻ đến không thiện. Tiên Vân Thành trong đình viện, Trần Phỉ một chút mở to mắt, đem trường kiếm nhất trong tay, giờ phút này Trần Phỉ đã nghe được trong sân tiếng bước chân. Sư Huynh, ngươi nói ngươi sao phải khổ vậy chứ? chúng ta đồng xuất một môn, thiên phú của ta so ngươi tốt, học đồ vật nhanh hơn ngươi, nhưng là hết lần này tới lần khác những sư huynh đệ khác, thậm chí là sư phụ, đều càng ưa thích ngươi. Một thanh âm từ viện lạc ngoại truyện đến, mấy thân ảnh từng bước một đi tới, liền phản phất một thanh chù y, từng cái đập vào trái tim của người ta bên trên, để cho người ta ngực nở, thống khổ không chịu nổi. Sư phụ nói tâm ta thuộc bất chính, phạt ta đến hậu sơn diện bích hối lỗi. Nhưng ta có lỗi gì, ta chỉ là muốn tu luyện càng nhanh một chút. Người bình thường như sâu kiến, có thể giúp ta tu hành, đó là bọn họ phúc khí. Yến Đức Suối chậm rãi nói, một cái trọng thương, một cái bất quá 10 tuổi hài tử, hôm nay, hắn rốt cuộc có thể đem mất đi toàn bộ cầm về. Sư huynh a, à, ta cũng không phải muốn giết ngươi, chúng ta đồng môn sư huynh, ta như thế nào lại làm ra như thế quyết tuyệt sự tình? chỉ cần ngươi đem sư môn bí thuật truyền ta, ta xoay người rời đi. Về sau ngươi ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi còn có thể qua về ngươi lúc đầu thời gian, như thế nào? Là hắn, gia gia cừu gia. Tư ước nam ngồi sập xuống đất, cái gì cũng bị mất, cơ hội lần thứ ba mất đi, không cách nào đem gia gia tâm hồn từ tâm quỷ giới bên trong lôi ra, bây giờ cái kia trọng thương thù của gia gia nhà đuổi theo, hết thảy đều kết thúc. Tất đích các tầng đại ca, ngươi đi mau. Tư ức nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, gia gia không cứu lại được đến, tư ức nam ngược lại không còn sợ hãi, nàng muốn cùng Yến Đức suối đồng quy vu tận. Nhưng tư ức nam không thể lại liên lụy Trần Phỉ, sông tâm quỷ giới, vốn là phiền phức Trần Phỉ quá nhiều. Không tới một khắc cuối cùng, đừng từ bỏ. Trần Phỉ nhìn về phía tư ức nam, chỉ vào trên giường tư nguyên hải, nói, ngươi đem tư tiền bối trước mang đi, ta cản bọn họ lại, về sau chúng ta lại tụ hợp. nhưng, đừng thế nhưng là, đi, trần phỉ trừng mắt, tư ước nam một chút trục trở về. đúng, không đến cuối cùng một khắc, quyết không từ bỏ. trước kia gia gia cũng thường xuyên dạng này dạy bảo ta. khẳng định còn có biện pháp, khẳng định còn có biện pháp đem gia gia từ tâm quỷ giới mang về. tư ước nam nhìn thoáng qua trần phỉ, đại ân đại đức, tư ước nam không có nói ra nhưng nàng ghi tạc trong lòng, này ân, vĩnh thế không quên, tư ức nam tiến lên, đem tư nguyên hải vác tại trên lưng, cũng may mắn thời khắc này tư ức nam là 20 tuổi bộ dáng, có thể nhẹ nhõm đem tư nguyên hải cổng lên. Muốn đi? Sư huynh, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Yến Đức Suối đã nhận ra trong phòng biến hóa, thanh âm một chút trở nên âm lãnh, sau một khắc, một con quỷ tay xuất hiện ở tư ức nam trước mặt, hướng phía mặt của nàng hung hăng bắt tới. Ken. Một đạo kiếm thuẫn xuất hiện ở quỷ tay trước mặt, quỷ tay khẽ rung lên, bị phản chấn lực lượng đánh hướng về sau vừa lui, tiếp lấy một chút tiêu tán ra. Tinh dạ kiếm thuẫn, kinh cức kiếm, cả hai phối hợp, chính là một cái thuẫn phản, trực tiếp đem quỷ tay chấn vỡ. Đi Trần Phỉ đi vào vách tường một bên, một cước đá ra một cái động lớn, tư ức nam tranh thủ thời gian cổng tư nguyên hải, hướng phía bên ngoài chạy tới lưu lại cho ta. Yến Đức suối thanh âm đã không mang theo tình cảm chút nào, hoặc là bản thân hắn chính là không có nhiều tình cảm người, vừa rồi kia phiên thuyết phục, càng giống là đang giả vờ khang làm bộ. Quanh! Mười mấy con quỷ tay xuất hiện, toàn bộ phòng ốc bỗng chốc bị sang bằng, Yến Đức suối cũng thấy rõ trong phòng tình huống. Yến Đức suối liếc qua trần phỉ, liền đem ánh mắt nhìn về phía tư ức nam hai người, gặp tư nguyên hải hôn mê bất tỉnh, Yến Đức suối lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng ra tay nhưng không có chút nào lưu tình. Mười mấy con quỷ tay thoáng hiện, chụp tới tư ức nam cùng tư nguyên hải. Quỷ tay còn không có tới gần tư ức nam, trần phỉ vũ động trường kiếm, kiếm thuẫn thoáng hiện, đem mười mấy con quỷ tay ngăn trở, quỷ tay lập tức tiêu tán, Yến Đức suối sắc mặt một chút âm trầm xuống. Các hạ là ai? Đây là chúng ta sư môn nội bộ sự tình, cùng các hạ không quan hệ, mong rằng các hạ không muốn sai lầm, Yến Đức suối ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Trần Phỉ, trong lời nói mang theo uy hiếp. Đi! Trần Phỉ gặp Tư Ước Nam còn ngốc ngốc đứng đấy, không khỏi khẽ quát một tiếng, Tư Ước Nam như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian hướng phía trong đường tắt chạy tới. Đuổi theo cho ta! Yến Đức suối gặp uy hiếp vô hiệu, đối sau lưng đệ tử hô. Rõ! Yến Đức suối hai người đệ tử thân hình chớp động, nhưng chỉ là một lát người liền mới ngã trên mặt đất tại kia khóc lớn tiếng hô hào một người cánh tay đoạn mất một đầu một người khác trên đùi nhiều hơn một cái lỗ thủng vừa rồi hai người nếu như không phải trong lòng cẩn thận dùng quỷ dị bảo vệ trên thân yếu hại lại yến đứt suối dùng quỷ tay đánh lén trần phỉ chỉ sợ hai người cũng không phải là đơn giản như vậy thương thế trần phỉ thân hình lấp lóe trở lại chỗ cũ trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất nhìn về phía yến đứt suối các hạ xem ra là dự định đem chuyện này quản định a, Yến Đức Tuyền con mắt nhắm lại nhìn Trần Phỉ, bốn phía nhiệt độ tự hồ cũng theo Yến Đức Tuyền mà trở nên băng lãnh. Phá. Trần Phỉ một tiếng quát lớn, bốn phía phản phất muốn ngưng kết lên không khí bỗng nhiên vỡ vụn, lại nhìn bốn phía, nơi nào còn có cái gì nhiệt độ giảm xuống, vừa rồi hết thảy đều là huyễn cảnh. Yến Đức Tuyền sắc mặt hơi đổi, loại này vô thanh vô tức ở giữa đem người kéo vào huyễn cảnh là bọn hắn ngự quỷ một mạch tuyệt học, không nghĩ tới còn không có có hiệu lực, liền bị Trần Phỉ một chút phá vỡ. Đã đưa tay dài như vậy, vậy liền đi chết đi. Yến Đức Tuyền gầm thét một tiếng, phía sau một chút quát ra trên trăm con quỷ tay, Yến Đức Tuyền tay phải chỉ về phía trước, quỷ tay biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trải rộng Trần Phỉ trên dưới quanh người. Trần Phỉ thần sắc bất động, chiêu này lúc trước Tư Nguyên Hải cũng sử dụng qua, lúc ấy cũng là dựa vào một chiêu này, mới đưa sư tuyết thấm phong ấn lại, cho Trần Phỉ cung cấp công kích cơ hội. Bây giờ tự thể nghiệm, bốn phía âm hàng khí tức phản phất muốn đông kết linh hồn của con người. Cùng vừa rồi huyễn cảnh khác biệt, lần này âm lãnh là chân thật, Trần Phỉ có thể cảm giác được mình khí huyết bị áp chế, da thịt gân cốt ở giữa tương hổ truyền ra bắt đầu trở nên cứng ngắc. Nếu như không thêm vào ngăn cản, loại kia đợi Trần Phỉ, chính là lúc trước sư tuyết thấm, biến thành một cái băng điêu kinh cức kiếm thuẫn trần phỉ trường kiếm trong tay biến mất hóa thành vô số kiếm thuẫn vây quanh trần phỉ thân thể những cái kia quỷ tay vừa mới tới gần liền bị kiếm thuẫn ngăn trở lực phản chấn đem những này quỷ tay cản bay tương đối vừa rồi quỷ tay đụng một cái liền nát thời khắc này quỷ tay không nghi kiên cố rất nhiều nhưng là bị kinh cức kiếm thuẫn đụng vào quỷ tay không thể tránh khỏi dừng lại một lát đồng thời xuất hiện một tia vết rách mỗi một cái quỷ tay đều là như thế mặc dù lập tức chữa trị nhưng vừa rồi hoàng mỹ phong ấn trận thế lập tức xuất hiện sơ hở trần phỉ thân hình chớp động trực tiếp từ trên trăm con quỷ tay khe hở bên trong xông ra người đi tới yến đức tuyền trước mặt trường kiếm trong tay một chút đâm ra kiếm sáu đột phá đến luyện tủy cảnh thân thể vô luận là lực lượng vẫn là phản ứng cũng đã làm cho kiếm sáu thành trần phỉ thông thường chiêu thức bây giờ trần phỉ đã có thể nhẹ nhõm dùng ra mà không phải lúc trước như vậy đem thân thể gần như dùng đến sụp đổ ken một tiếng vang trầm lưỡi kiếm đâm tới một con to lớn quỷ trên tay được phản chấn để trần phỉ có chút lui về phía sau một bước kia quỷ tay cũng xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng trống phản phất là bị đau quỷ tay đúng là phát ra một tiếng bào hiếu âm thanh trần phỉ tóc bị thổi hướng về sau phiêu đảng tỉnh nguyên quyết trong đầu nhanh chóng lưu chuyển đem cái này quỷ rống bên trong xung kích ngăn trở. Lần này đình trệ, kia trên trăm con quỷ mạnh tay mới bay về phía Trần Phỉ, muốn đem Trần Phỉ vây khốn. Trần Phỉ thân hình lấp lóe, đình viện ở trong phản phất nhiều mấy cái Trần Phỉ, tường viện bên trên, trên mái hiên, trên núi giả, mấy cái vị trí đều có Trần Phỉ. Quỷ tay có chút dừng lại, đúng là không cách nào lập tức phân biệt ra được cái nào mới thật sự là Trần Phỉ. Yến Đức tuyền cho mày, cái này bất quá luyện tủy cảnh tu vi võ giả vậy mà như thế khó chơi vừa rồi thậm chí đột phá trên trăm con quỷ tay phong tỏa đi tới trước mặt hắn nếu như không phải bên người có phòng hộ chỉ sợ yến đức tuyền đều muốn gặp nguy hiểm kiếm bảy một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại yến đức tuyền bên cạnh một đạo kiếm quan dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía yến đức tuyền đâm tới trấn nhìn ra kiếm quan kinh khủng yến đức tuyền hai tay ấn ký cùng một chỗ một đạo khí tức âm lãnh từ yến đức tuyền trên thân bỗng nhiên nổ tung trần phỉ kiếm trong tay lưỡi đao một chút phá vỡ âm lãnh khí lưu nhưng là càng về sau đột phá càng phát ra miễn cưỡng sách nhỏ đình thần phỉ nhíu mày trường kiếm trong tay bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số kiếm mang mảnh vỡ đem quay chung quanh mà đến âm lãnh nổ tung trần phỉ chân phải hướng về sau đạp mạnh cả người chen qua khí tức âm lãnh trong tay đột nhiên nhiều hơn mặt khác một thanh trường kiếm, đâm tới. Oanh! Một con to lớn quỷ tay từ trên trời giáng xuống, một chút đánh vào trần phỉ vị trí mới vừa đứng, toàn bộ đình viện kịch liệt trung động, quỷ tay nâng lên, dưới đáy nhưng không ai. Thời khắc mấu chốt, trần phỉ đã khinh thân tránh ra, đi vào đình viện xó xỉnh bên trong. Trần phỉ có chút thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt nhìn chầm chầm yến đức tuyền. Vừa rồi đánh nhau, nói lúc phức tạp, nhưng kỳ thật đều tại thoáng qua ở giữa hoàn thành. Tương đối tư nguyên hải mà nói, cái này yến đức tuyền lợi hại một bậc cũng không chỉ. Các loại ngự quỷ chiêu pháp tầng tầng lớp lớp, Trần Phỉ muốn tiếp cận đến mặt của đối phương trước, đều là cực kỳ chật vật sự tình. Đương nhiên, Yến Đức Tuyền muốn giết Trần Phỉ, cũng rất không có khả năng. Con kia lớn quỷ tay, mặc dù uy lực kinh người, nhưng là tốc độ đối với Trần Phỉ mà nói, có trên lệch chút ít chậm còn kia trên trăm con quỷ tay phong ấn có kinh thức kiếm thuẫn trần phỉ đứng ở thế bất bại bất quá trần phỉ có thể cảm giác được yến đức tuyền hẳn là còn có hậu chiêu chưa hề dùng tới giống như trần phỉ cũng không có dùng ra toàn lực đồng dạng song phương giờ phút này đều có chút kiên kỵ tiếp tục đánh xuống đó chính là lấy mệnh tương bác ai thắng ai thua còn từ không cũng biết trần phỉ ngược lại là có chút ý động muốn hay không nện một cái sát na vĩnh hằng quá khứ chỉ cần hơi định trụ yến đức tuyền một lát trần phỉ ắt có niềm tin một kiếm đem nó vẫy thủ nhưng sát na vĩnh hằng có cái tiểu nhân tệ nạn không thể đối tâm thần lực quá mạnh người sử dụng không phải rất dễ dàng gây nên phản vệ mà liền trần phỉ quan sát được cái này ngự quỷ một mạch trời sinh liền chủ tu tâm thần lực không phải căn bản là không có cách đem quỷ dị phong ấn đến thân thể của mình ở trong trần phỉ lòng này thần kỹ đập tới khả năng yến đức tuyền không có cái gì thời điểm chính trần phỉ ngược lại muốn bị đình trệ một lát đến lúc đó liền có chút tự tìm đường chết ý tứ các hạ là cái nào môn phái cao đồ yến đức tuyền cũng có chút kiên kỵ nhìn xem trần phỉ giống như trần phỉ phán đoán đồng dạng yến đức tuyền xác thực lưu lại không ít chuẩn bị ở sau nếu như thời cơ phù hợp có thể đưa đến đỉnh định càng không tác dụng nhưng loại này thời cơ cũng không dễ tìm bởi vì trần phỉ thân pháp quá nhanh Hết lần này tới lần khác Yến Đức Tuyền còn không cách nào đem Trần Vĩ khống chế tại một cái phạm vi bên trong, cái này để hắn chuẩn bị ở sau hoàn toàn không dùng được. Nhưng cứ như vậy thối lui, Yến Đức Tuyền lại không cam lòng. Vì tìm Tư Nguyên Hải, Yến Đức Tuyền vượt qua hơn nghìn dặm theo đuổi giết, bây giờ thành công cơ hồ đang ở trước mắt, Yến Đức Tuyền như thế nào cam tâm cứ như vậy thối lui? Tiên Vân kiếm phái. Đợi lát nữa sư huynh của ta đệ liền muốn tới đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể hay không đi trần phỉ đầu lâu hơi ngang kiêu ngạo nói yến đức tuyền sắc mặt hơi đổi một chút luyện tủy cảnh liền có như thế chiến lực tán tu là tuyệt đối không thể cái kia chỉ có phụ cận bá chủ thế lực tiên vân kiếm phái mới có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy nghĩ đến tiên vân kiếm phái bá đạo yến đức tuyền trong lòng có chút bỡ ngỡ mặc dù hắn vừa tới tiên vân thành không bao lâu nhưng là tán tu ở giữa tự nhiên có con đường tin tức của mình đối với tiên vân kiếm phái sự tình các loại yến đức tuyền tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy nếu như chờ sẽ thật sự có tiên vân kiếm phái những người khác đến đều không cần nhiều lại đến trần phỉ dạng này yến đức tuyền muốn đi cũng không thể việc này là sư môn ta nội bộ công việc quên các hạ đừng lại nhúng tay yến đức tuyền mò lên mình hai người đệ tử thân hình thời gian lập lòe biến mất ngay tại chỗ nhưng cũng không dám tiếp tục tiếp tục chờ đợi nhưng cũng đại biểu cho chuyện này còn không tính xong trần phỉ nhìn xem yến đức tuyền biến mất trong lòng khẽ thở một hơi không nghĩ tới cuối cùng là dùng tiên vân kiếm phái tên tuổi đem người dọa chạy người bá chủ này thế lực tên tuổi quả thật là quá vang dội trần phỉ thân hình nhảy nhót đuổi theo tư ước nam chạy qua vết tích đuổi theo tư ước nam cổng tư nguyên hải đi quá vội vàng lại 10 tuổi hài tử căn bản cũng không hiểu được như thế nào che giấu vết tích. Trần Phỉ tỉnh nguyên quyết có thành tựu, đối với sự vật quan sát bắt đầu dần dần nhập vi. Trần Phỉ đúng là dựa vào điểm ấy vết tích, một đường truy tung đến một cái sân ở trong. Vừa nhảy vào tường viện bên trong, chung quanh huyễn cảnh đại biến, chung quanh đúng là chim hót hoa nở, không biết lúc nào đi tới một chỗ thế ngoại đào nguyên ở trong. Trần Phỉ trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhạt, hết thảy trước mắt im ắng vỡ vụn, tư ức nam chính cầm một cây chủy thủ, muốn giết tới, nhìn thấy là trần phỉ, trên mặt khẩn trương thần sắc một chút biến mất, cả người gần như muốn ngã trên mặt đất. Trần đại ca, đừng nói trước, chúng ta chuyển sang nơi khác. Trần phỉ khoát tay áo, đi vào trong phòng, gặp tư nguyên hải cổng lên, tiếp lấy bắt lấy tư ức nam tay, lách mình rời đi cái này đình viện. Trần Phỉ có thể dựa vào vết tích đuổi theo, khi Yến Đức Tuyền tự nhiên cũng được, thậm chí là Tiên Vân thành đội tuần tra, nhìn thấy vừa rồi bên kia động tĩnh đều có thể y theo vết tích đuổi theo, cho nên nơi này đã không an toàn, nhất định phải một lần nữa chuyển sang nơi khác mới có thể. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Phỉ ba người xuất hiện tại một cái đình viện bên trong, là Trần Phỉ gần nhất thuê lại mấy cái sân. Trần Phỉ đem Tư Nguyên Hải phóng tới trên giường, suy nghĩ một chút, xuất ra tâm châu mảnh vỡ đặt ở tư nguyên hải bên giường bốn nơi hẻo lánh ở trong. Tâm châu mảnh vỡ tại tâm quỷ giới, đã chứng minh còn có một điểm che lấp khí tức hiệu quả. Trần Phỉ không biết Yến Đức Tuyền đến cùng là dựa vào thủ đoạn gì, truy tung đến tư nguyên hải, nhưng đem tư nguyên hải khí tức hơi phong cấm một chút, nghĩ đến cho dù đối phương còn có thể tìm đến, cũng muốn tốn hao một chút thời gian. Ngươi đem cái này tùy thân mang theo. Trần Phỉ cầm mấy cái mảnh vỡ cho tư ức nam, để phòng vạn nhất tư ước nam tiếp nhận tâm châu mảnh vỡ nhận ra là tại tâm quỷ giới bên trong xuất hiện đồ vật không khỏi cảm kích nhận lấy nhưng ngay lúc đó tư ước nam thần sắc liền trở nên bất lực tư ước nam đi đến tư nguyên hải bên giường thần sắc mờ mịt yến đức tuyền sự tình tạm thời giải quyết nhưng là cứu vớt tư nguyên hải sự tình cũng bị đánh gãy trong thời gian ngắn một lần cuối cùng tiến về tâm quỷ giới cơ hội cứ như vậy lãng phí nếu như thời gian sung túc, tự nhiên còn có thể tiếp tục đi tâm quỷ giới, nhưng là hết lần này tới lần khác, bây giờ Tư Nguyên Hải đã muốn nhịn không được. Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, Tư Nguyên Hải sẽ chết rơi. Trần Phỉ vỗ vỗ tư ức nam bả vai, nhìn xem trên giường Tư Nguyên Hải khô cảo bộ dáng, cho mày, tiếp xuống đến cùng nên làm như thế nào, trước ngươi nói ba lần cơ hội, vì cái gì chỉ có ba lần, Trần Phỉ nhìn xem tư ức nam, thấp giọng hỏi. Chưởng khống quỷ ngọc, cần hao phí lực lượng của ta, nhưng ta bây giờ quá yếu ớt, đã không có lực lượng khu động. Tư Ước Nam ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, đem quỷ ngọc đưa tới. Ngươi là dùng cái gì lực lượng khu động cái này quỷ ngọc? Trần Phỉ nhìn xem trong tay quỷ ngọc, từ ở bề ngoài, mảy may nhìn không ra cái này quỷ ngọc dị dạng, liền cùng phổ thông ngọc thạch không có bao nhiêu khác biệt. Ta cũng không biết, là gia gia từ nhỏ dạy bảo ta. Tư Ước Nam lắc đầu, ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc bất lực, nói, Gia Gia luôn luôn để cho ta cố gắng tu luyện, mới có thể trở nên cường đại. Nhưng là ta ham chơi, luôn luôn lừa gạt Gia Gia ta đã tu luyện. Nếu như lúc trước cố gắng một điểm, có lẽ hiện tại liền có thể khu động lần thứ tư. Một loại hối hận bò đầy tư ức nam thể xác tinh thần, đây là đối mặt sự tình, bất lực thời điểm, thống khổ nhất cảm ngộ. Trần Vĩ không nói gì, thử dùng linh khí thông giải khu động quỷ ngọc quỷ ngọc hơi run rẩy một chút nhưng ngay lúc đó bình tĩnh lại trần phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích có phản hồi nói rõ tâm thần lực là có thể khu động quỷ ngọc nhưng phản hồi không mãnh liệt nói rõ tâm thần lực cách sử dụng không được trần phỉ nhìn về phía tư ước nam ngự quỷ một mạch ngoại trừ tự thân thể chất đặc thù có thể đem quỷ dị phong ấn trong thân thể nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tâm thần lực chỉ bất quá ngự quỷ một mạch khu động tâm thần lực phương pháp, cùng võ giả bình thường hoàn toàn khác biệt, thuộc về hai loại khác biệt phe phái. Nhưng y theo Trần Phỉ nghĩ đến, đã đều là tâm thần lực, phương pháp khôi phục, hẳn là đồng dạng A. Tỷ như, nguyên khí, Trần Phỉ đem trong ngực nạp nguyên châu đem ra, bất quá thời khắc này nạp nguyên châu là cây gỗ khô trạng thái. Hôm nay vì tu luyện trấn long tượng, Trần Phỉ đã đem hai viên nạp nguyên châu lực lượng đều hao hết muốn khu động nhất định phải chờ đến ngày mai mới có thể nghĩ tới đây trần vĩ chăm chú xem xét tư nguyên hải tình huống rất tồi tệ nhưng là chống đến ngày mai có lẽ còn là không có vấn đề mà lại ngày mai dùng nguyên khí thử bổ sung một chút tư nguyên hải nhục thân cố gắng còn có thể để tư nguyên hải chèo chống lâu hơn một chút tư ước nam một mực nhìn lấy trần vĩ đặc biệt là nhìn thấy quỷ ngọc có động tĩnh thời điểm tư ước nam gần như muốn vui đến phát khóc nhưng cuối cùng quỷ ngọc vẫn là trở nên yên lặng cũng đem tư ước nam hy vọng toàn bộ đánh nát ngày mai ta nghĩ biện pháp khôi phục lực lượng của ngươi không biết có thể thành hay không nhưng chúng ta có thể thử một chút trần phỉ đem quỷ ngọc còn cho tư ước nam thấp giọng nói thật sự có biện pháp sao tư ước nam hai mắt một chút sáng lên còn không biết nhưng có thể thử một chút trần phỉ lắc đầu loại chuyện này không cách nào cam đoan dù sao đối với ngự quỷ một mạch, Trần Phỉ hiểu rõ quá ít. Cần ta làm những gì sao, tư ức nam truy vấn. Ừm, cần ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai nếu quả như thật có thể, chúng ta còn cần lại tiến một lần tâm quỷ giới. Trần Phỉ muốn sờ một chút tư ức nam tóc, bất quá nhìn xem tư ức nam bây giờ 20 tuổi thiếu nữ bộ dáng, có chút không quá phù hợp, đưa tay để xuống. Tốt, chúng ta ngày mai lại tiến một lần tâm quỷ giới, Tư ước nam dùng sức chút đầu, trong mắt khôi phục ánh sáng hy vọng. Trần Phỉ đi vào trong đình viện, suy nghĩ một chút, quyết định để Quách Lâm Sơn cùng các hoàng tiết đến giúp đỡ. Tâm châu mảnh vỡ đến cùng có thể ngăn trở hay không yến đức tuyền truy tung, Trần Phỉ cũng không có nắm chắc, nếu như ngày mai lại tiến tâm quỷ giới cứu người thời điểm, yến đức tuyền lại đuổi theo, Trần Phỉ liền thật muốn thổ huyết. Nhưng nếu như Quách Lâm Sơn hai người có đến, bằng vào hai người luyện tạng cảnh thực lực, ngăn trở thậm chí giết chết Yến Đức Tuyền, đều có cực lớn hy vọng, dạng này liền có thể cam đoan Trần Phỉ tại tâm quỷ giới bên trong hành động không bị quấy rầy. Trần Phỉ nhỏ giọng đi hướng trái khắc viện lạc, đem chăn nuôi bồ câu đưa tinh thả, truyền tin lại mặt bên trong. Tiếp lấy Trần Phỉ về tới vừa rồi trong đình viện, khoanh chân tại căn phòng cách vách bên trong, thủ hộ tư ức nam hai người. A. À, khoanh chân tỉnh tu Trần Phỉ, cảm giác trong thân thể biến hóa, Đặc biệt là tâm thần lực biến hóa, không khỏi có chút kinh ngạc. Tâm thần lực vậy mà tinh thuần một chút, tu luyện tỉnh nguyên quyết về sau, Trần Phỉ đã có thể hơi cảm giác tự thân tâm thần lực biến hóa, không giống những võ giả khác đối với tâm thần lực còn tỉnh tỉnh mê mê. Cho nên hôm nay tâm thần lực biến hóa, một chút liền bị Trần Phỉ bắt được. Tỉnh nguyên quyết chủ yếu là để tâm thần lực chậm chạp tăng trưởng, tuyệt đối không có tinh thuần tâm thần lực hiệu quả hôm nay tâm thần lực đột nhiên tinh thuần một chút, khả năng duy nhất, cũng chỉ có Trần Phỉ đi một chuyến tâm quỷ giới. Tâm quỷ giới có thể tinh thuần tâm thần lực. Trần Phỉ trong lòng kinh ngạc, nghĩ đến ngự quỷ một mạch chủ tu tâm thần lực, ngoại trừ thể chất đặc thù, có thể hay không tâm quỷ giới còn có phụ trợ tu hành hiệu quả. Trần Phỉ nghĩ đến tâm quỷ giới bên trong, kia ở khắp mọi nơi thấp giọng nỉ non, bây giờ hơi hồi tưởng, cũng còn khiến lòng người bực bội. Hoặc là tôi luyện, hoặc là điên cuồng. Trần Phỉ đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, tiến về tâm quỷ giới cần tâm nến che chở, không phải tâm thần liền muốn nhận ô nhiễm, mà bởi vì Trần Phỉ hai người chạy, xác thực có ô nhiễm quấn lên hai người. Không cách nào hủy diệt ngươi, cuối cùng rồi sẽ khiến cho ngươi cường đại, đối kháng, tiêu diệt, trưởng thành, Trần Phỉ con mắt hơi sáng lên, ngự quỷ một mạch có lẽ đã sớm phát hiện tâm quỷ giới tác dụng, cho nên từng cái tâm thần lực mới có thể rèn luyện cường đại như vậy. Trần Phỉ không cần ngự quỷ một mạch thủ đoạn, nhưng là nếu như có thể thông qua tâm quỷ giới, đem tự thân tâm thần lực tinh thuần, kia vô luận là đối hiện tại chiến lực tăng lên, vẫn là tương lai đột phá luyện khiếu cảnh, đều có lớn vô cùng ít lợi. Nếu quả như thật là như thế này, loại kia chuyện này kết thúc, về sau hoàn toàn có thể để quách sư huynh bọn hắn cùng một chỗ tiến vào tâm quỷ giới tu luyện. Trần Phỉ tự lẩm bẩm, nhưng lại lập tức lắc đầu. Trần Phỉ đột nhiên nghĩ đến, mình là có được tỉnh nguyên quyết, cho nên có thể chống cự tâm quỷ giới ô nhiễm. Những võ giả khác, rất ít tu luyện loại công pháp này, không phải là bởi vì không nghĩ, hoàn toàn là bởi vì tu luyện độ khó quá cao. Mà nếu như không có tỉnh nguyên quyết chống cự, vậy có thể hay không đem tâm quỷ giới ô nhiễm khứ trừ, đều là một cái vấn đề lớn. Trần Phỉ nghĩ đến ngự quỷ một mạch đặc thù, bọn hắn là đem quỷ dị phong ấn đến trong thân thể, tâm thần lực mang theo ô nhiễm, có lẽ là thiết yếu lựa chọn. Võ giả nếu là tâm thần lực bị ô nhiễm, khi luyện khiếu cảnh cơ bản cũng là cách biệt. Đến lúc đó hỏi một chút đi. Trần Phỉ lắc đầu, đem tâm thần trầm xuống, tiến vào trong trạng thái tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Quách Lâm Sơn hai người liền đi tới cái nhà này bên trong. Trần Sư Đệ Quách Lâm Sơn tiến lên, cười vỗ Trần Phỉ bả vai, các hoàng tiết ở một bên cũng là mỉm cười mà ngoại trừ hai người kia trần phỉ không nghĩ tới trương phương quỳnh vậy mà cũng tới trần đại ca bọn hắn là tư ước nam rụt rè đứng tại trần phỉ đằng sau quách lâm sơn nàng nhận biết hai người khác hoàn toàn là người xa lạ thật xinh đẹp tiểu muội muội trương phương quỳnh trông thấy tư ước nam lông mày khẽ nhúc nhích tiếp lấy mỉm cười tiến lên nói chúng ta là trần phỉ đồng môn biết hắn có phiền phức cho nên mới trương phương quỳnh nói nhìn từ trên xuống dưới tư ước nam, ánh mắt lưu chuyển, quay đầu liếc qua Trần Phỉ, không nghĩ tới Trần Phỉ là ưa thích dạng này ngây ngô nha đầu, chẳng lẽ tuổi tác lớn một điểm, sẽ thương người, không tốt sao, Trần Phỉ bị Trương Phương Quỳnh ánh mắt nhìn có chút trung rẩy, quay đầu nhìn về phía Quách Lâm Sơn, phát hiện Quách Lâm Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Trần Phỉ. Quách Lâm Sơn cảm thấy trước mắt thiếu nữ này có chút quen mắt, nhưng hết lần này tới lần khác không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua nàng là tư ức nam, bây giờ bộ dáng này là bí pháp bố trí. Trần Phỉ giải thích nói. Ngươi là tư ức nam. Quách Lâm Sơn nhìn xem tư ức nam, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Đây là bí pháp gì, vậy mà có thể đem 10 tuổi hài tử, biến thành 20 tuổi thiếu nữ, đơn giản. Ừm. Tư ức nam nhẹ gật đầu. Cho nên lần này là tư lão gia tử xảy ra chuyện rồi. Trần Phỉ truyền đến giấy viết thư bên trong, chưa hề nói quá nhiều chuyện, chỉ là để hắn cùng các hoàng tiết đến giúp đỡ. Không nghĩ tới, là tư nguyên hải xảy ra chuyện. Các hoàng tiết hai người nghe có chút rơi vào trong sương mù, Trần Phỉ đem ba người trước nghênh vào nhà bên trong, hơi giải thích một chút chuyện tiền căn hậu quả, mới đưa ba người trong lòng nghi hoặc giải khai. Trần Sư Đệ yên tâm, người kia hôm nay nếu là chạy đến, định để hắn có đi không về, các hoàng tiết trầm giọng nói. Ngự quỷ một mạch lại thần kỳ, đối mặt ba cái luyện tạng cảnh mà nên bên trong còn có hai cái đỉnh phong luyện tạng cảnh không có khả năng trốn thoát chỉ cần tới cũng đừng nghĩ trở về trương phương quỳnh mị nhãn nhìn trần phỉ một chút để nàng lo lắng vô ích một chút thật là một cái quan gia tư lão gia tử tình huống có chút không ổn a à, tiểu sư đệ ngươi có biện pháp nào sao quách lâm sơn kiểm tra một hồi tư nguyên hải tình huống nhíu mày Giờ phút này Tư Nguyên Hải đã có chút hơi thở mong manh cảm giác, dược thạch không y, lại không xử lý, chỉ sợ hôm nay người liền muốn không có. Ta muốn dùng nguyên khí kích thích một chút." Trần Phỉ nói, từ trong ngực lấy ra nạp nguyên châu. Trải qua một ngày thời gian khôi phục, nạp nguyên châu đã khôi phục lúc đầu diện mạo. Cũng chính là gian phòng bên trong, đều là người tinh cẩn, không phải cái này nạp nguyên châu lấy ra, cho dù là luyện tạng cảnh võ giả, đều muốn tâm động đến đoạt trần đại ca ta muốn làm thế nào tư ức nam nhìn về phía trần phỉ ngươi ngồi ở mép giường đợi lát nữa sẽ có một cổ nguyên khí tiến vào trong cơ thể ngươi ngươi dùng bình thường phương pháp tu luyện đem nó hấp thu trần phỉ trầm giọng nói tốt tư ức nam gật đầu ngồi xuống mép giường trần phỉ nhìn xem trong tay nạp nguyên châu linh khí thông giải kích phát một vòng ánh sáng đem trần phỉ vây quanh ở trong đó dĩ vãng đều là chính trần phỉ hấp thu nguyên khí bây giờ muốn đem nguyên khí truyền vào những người khác trong thân thể thật đúng là có chút khó khăn trần phỉ trần phỉ dụng tâm thần lực cảm giác một chút chung quanh tìm được tư ức nam cùng tư nguyên hải khí tức sau một khắc vòng sáng ba động một tia nguyên khí bắt đầu đạo nhập hai người trong thân thể trần phỉ giờ khắc này ở nạp nguyên châu bên trong còn nhìn không thấy nhưng là quách lâm sơn ba người lại là thấy rõ ràng tư nguyên hải khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng nhuận một bên tư ước nam nhắm chặt hai mắt vận chuyển ngự quỷ một mạch công pháp không ngừng đem thể nội nguyên khí hấp thu chuyển hóa thành tự thân lực lượng vây quanh trần phỉ vòng sáng vỡ vụn trần phỉ mở to mắt nhìn về phía tư nguyên hải hai người gặp tư nguyên hải khí sắc hồng nhuận trần phỉ vừa muốn lộ ra tiếu dung lại nhìn xem tư nguyên hải thần sắc lại một chút xíu suy bại mặc dù không có rất nhanh nhưng nhiều nhất một cái canh giờ chỉ sợ cũng muốn khôi phục lại như trước hơi thở mong manh trạng thái bên trong. Quách Lâm Sơn ba người cũng phát hiện tình huống này, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau. Nguyên khí tuy có đại dụng, nhưng tối thiểu ở thời điểm này, còn không cách nào giải quyết Tư Nguyên Hải vấn đề. Tâm hồn không tại, lại nhiều chữa thương, cũng là uổng công, nhiều nhất trị phần ngọn, không cách nào trị tận gốc. Cuối cùng vẫn muốn đi tâm quỷ giới, đem Tư Nguyên Hải tâm hồn kéo trở về. Tư ức nam một lát sau, cũng mở mắt, trong ánh mắt dựng dục thần thái, nhìn cực kỳ sáng tỏ. Ta có thể một lần nữa khu động quỷ ngọc. Tư ức nam ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phỉ, khắp khuôn mặt là hưng phấn tiếu dung. Tốt! Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, nguyên khí quả nhiên hữu hiệu. Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía quách lâm sơn ba người, chắp tay nói, quách sư huynh, các sư huynh, trương sư tỷ, đợi lát nữa liền ta cầu các ngươi rồi quách lâm sơn cùng các hoàng tiết hai người đều là nhẹ gật đầu trương phương quỳnh đột nhiên tiến lên một bước đưa tay giúp trần phỉ sửa sang lại quần áo một chút thấp giọng nói cái kia tâm quỷ giới ta không có đi qua nhưng nghĩ đến là cực kỳ nguy hiểm chính ngươi cẩn thận một chút trần phỉ toàn thân cơ bắp cứng lại ở đó trương phương quỳnh đến như vậy vừa ra còn tưởng là lấy nhiều người như vậy mặc để trần phỉ ít nhiều có chút bất ngờ Trương Phương Quỳnh nhìn thấy Trần Phỉ bộ dáng, không khỏi che miệng nở nụ cười. Cười một tiếng mà bách mị sinh, Trương Phương Quỳnh nhìn liền phản phất chính mùi quả đào, thèm nhỏ giải. Ước Nam, bắt đầu đi. Trần Phỉ ho nhẹ một chút, xua tán đi một điểm xấu hổ, quay đầu nhìn về phía tư ước Nam. Tư ước Nam nhẹ gật đầu, đem khối kia quỷ ngọc xuất ra, hai tay kết ấn. Sau một khắc, quỷ ngọc bay lên thả ra một đạo ánh sáng nhạt đem Trần Phỉ hai người bao phủ. Mê mang bên trong, Trần Phỉ nhắm mắt lại. Quách Lâm Sơn ba người tò mò nhìn một màn trước mắt, gặp Trần Phỉ hai người khí tức thu liễm, biết đã tiến vào tâm quỷ giới bên trong. Dựa theo trước đó thương lượng, Quách Lâm Sơn canh giữ ở trong đình viện, nếu có tình huống như thế nào, có thể lập tức dự cảnh. Mà Trương Phương Quỳnh cùng các hoàng tiết hai người, thì tại trong phòng, lân cận bảo hộ. Tâm quỷ giới bên trong, Trần Phỉ một chút mở mắt, nhìn xem bốn phía, vẫn như cũ là vùng bình nguyên kia, tư ức nam khôi phục lại 10 tuổi bộ dáng, đứng ở bên cạnh. Đến ta trên lưng, chúng ta chạy tới. Trần Phỉ dùng miệng hình đối tư ức nam nói chuyện, tư ức nam nhẹ gật đầu, bò tới Trần Phỉ trên lưng, đồng thời dùng tâm châu mảnh vỡ che đậy kín cái kia ban chỉ. Trần Phỉ hai tay bắt lấy tư ức nam, đem nó cố định lại, đồng thời vận dụng tâm thần, đem tâm đến phạm vi áp súc tư ước nam ánh đến nhiều một ít trần phỉ bên này hoàn toàn chính là dáng thân thể mặt ngoài như có như không nỉ non âm thanh lại một lần nữa ở bên tai vang lên tỉnh nguyên quyết nhanh chóng vận chuyển đem những này tâm quỷ giới ô nhiễm thanh trừ trần phỉ nhìn về phía trước bắt đầu bắt đầu chạy dọc theo lần trước ra rõ lộ tuyến từ phía bên phải đi vòng bất quá thời gian qua một lát hai người liền nghe đến nước sông cùng cuộn thanh âm bởi vì chỉ là gian cách không tới một ngày, tâm quỷ giới bên trong còn chưa có xảy ra biến hóa gì lớn, rất nhanh hai người liền đi tới lúc ấy hắc vụ địa phương. Hắc vụ ở trong có quỷ dị, mà lại là cùng trần phỉ cùng tư ức nam giống nhau như đúc quỷ dị, giống người giấy, nhưng cùng người giấy lại không quá, không biết cụ thể là cái gì. Trần phỉ vẫn là quyết định từ nơi này đột phá, địa phương khác dù sao chưa từng đi, cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì nguy hiểm, còn không bằng từ quen thuộc địa phương đi vào. Trần Phỉ hai người bước vào hắc vụ bên trong, tầm nhìn lại chỉ còn lại 10 mét không đến. Trần Phỉ quan sát đến bốn phía, cho dù tới qua một lần, Trần Phỉ vẫn như cũ cẩn thận, sợ có cái khác nguy hiểm, là lần trước không có gặp phải. Bất quá một lát, Trần Phỉ nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng người, bóng người trên lưng cũng có một dạng đồ vật. Trần Phỉ không có dừng bước lại, bắt đầu đi lên trước, theo khoảng cách rút ngắn, bóng người khuôn mặt xuất hiện, vẫn như cũ là lần trước nhìn thấy giả Trần Phỉ cùng giả Tư Ước Nam. Hai con quỷ dị vừa muốn lộ ra tiếu dung, Trần Phỉ trực tiếp một cái sát na vĩnh hằng đập tới. Ông! Một vòng gợn sóng từ song phương ở giữa khuếch tán ra đến, quỷ dị nụ cười trên mặt rốt cục triển khai, khóe miệng càng liệt càng lớn, phản phất muốn tới bên tai, sát na vĩnh hằng bị chặn. Trần Phỉ đầu có chút mê muội bên tai nỉ non âm thanh trở nên càng lớn, nhìn xem quỷ dị nụ cười trên mặt, Trần Phỉ có một loại cảm giác, đương quỷ dị hoàn toàn triển lộ nụ cười thời điểm, chính là kinh khủng giáng lâm thời khắc. Sát Na Vĩnh Hằng Sát Na Vĩnh Hằng Sát Na Vĩnh Hằng, liên tiếp ba cái tâm thần kỹ, bị Trần Phỉ không chút do dự đập vào quỷ dị trên thân. Tâm thần kỹ loại vật này, chỉ cần ngươi tâm thần lực đầy đủ, lại đối phương không thể so với ngươi mạnh rất nhiều, để ngươi phản vệ, kỳ thật có thể một mực dùng này quỷ dị sẽ không mạnh hơn trần phỉ, kia trần phỉ còn có cái gì có thể do dự, trực tiếp chạy cùng chuyển vận liền xong việc. Trước hai cái sát na vĩnh hằng, vẫn là bị quỷ dị ngăn trở, nhưng là đòn thứ ba sát na vĩnh hằng một chút đập vào quỷ dị trên thân, hai con quỷ dị động tác một chút cứng ở nơi đó. Trần phỉ đầu có chút choáng váng, tâm thần kỹ bị ngăn trở, có phản tác dụng lực, cũng may không mạnh, trần phỉ có thể kháng trụ. Trần phỉ xê dịch bước chân, thật nhanh từ quỷ dị bên người chạy qua. nếu như không phải thời gian không đủ, trần phỉ kỳ thật muốn thử, có thể hay không đêm này quỷ dị giết chết. tại tâm quỷ giới nội sát quỷ dị, cùng bên ngoài sẽ có hay không có cái gì không giống địa phương. trần phỉ cổng tư ước nam, chạy ra khói đen che phủ địa phương, đằng sau như có gai ở sau lưng cảm giác vẫn tồn tại như cũ, trần phỉ đều không cần quay đầu, đều biết con kia quỷ dị khẳng định đang ngó chừng phía sau lưng của hắn. Nhưng không biết có phải hay không là có cái gì hạn chế, cái kia quỷ dị cũng không hề rời đi khói đen che phủ địa phương, chỉ có thể xa như vậy xa nhìn chầm chầm trần phỉ, thẳng đến trần phỉ biến mất không thấy gì nữa. Tư ước nam nhìn xem trong tay tâm nến, từ vừa rồi đến bây giờ, tâm nến thiêu đốt không đến một thành, lần này sử dụng thời gian vượt quá tưởng tượng ngắn. Tư ước nam cảm giác da gia, gia mình vị trí, cái này tâm nến chèo chống tới đó, dư xài tư ước nam kéo một chút trần phỉ trên bờ vai quần áo nhắc nhở trần phỉ có thể chậm một chút không cần gấp gáp như vậy trần phỉ nhẹ gật đầu con đường sau đó đồ thuộc về không biết không cần tư ước nam nhắc nhở trần phỉ cũng sẽ cẩn thận một chút trần phỉ cố gắng cảm giác bốn phía cũng không có toàn lực chạy để tốc độ cùng cảm giác duy trì tại một cái cân bằng bên trên miễn cho gặp được nguy hiểm không cách nào kịp phản ứng khoảng cách tư nguyên hải vị trí càng ngày càng gần Trần Phỉ cũng biến thành càng ngày càng cẩn thận. Cũng không biết là Trần Phỉ hai người vận khí biến tốt, vẫn là một đoạn này bản thân liền không có nguy hiểm gì, hai người con đường sau đó, vậy mà không có cảm giác được một tia nguy hiểm. Trần Phỉ chỉ ở nơi xa xôi, kia nhìn không thấy màu đen bên trong, cảm thấy đại khủng bố. Kinh khủng đến cho dù khoảng cách xa xôi, Trần Phỉ tâm thần đều sẽ rung động. Hiển nhiên kia là xa xa siêu việt Trần Phỉ bây giờ, có thể đối mặt tồn tại cũng may những cái kia quá xa tư ước nam chậm rãi nắm chắc trần phỉ quần áo càng ngày càng gần tư ước nam có thể cảm giác được da da của mình ngay tại phía trước chỗ không xa trần phỉ có thể cảm nhận được tư ước nam kích động cảm giác phụ cận không có cái khác nguy hiểm trần phỉ không khỏi tăng nhanh một điểm bộ pháp bất quá một lát trần phỉ hai người phía trước xuất hiện một bóng người giờ phút này chính đứng nghiêm ở nơi đó không nhúc nhích trần phỉ quay đầu nhìn về phía tư ước nam tư ước nam dùng sức chút đầu trần phỉ cánh tay buông lỏng tư ước nam từ trần phỉ phía sau lưng trượt xuống chậm rãi tới gần bóng người kia trần phỉ đi theo một bên đợi thấy rõ bóng người trần phỉ lông mày hơi nhíu lại vừa rồi tại nơi xa không có phát hiện giờ phút này tới gần mới phát hiện bóng người này đúng là hai người song song đứng chung một chỗ hai người khuôn mặt toàn bộ đều là tư nguyên hải Trần Phỉ nghi ngờ nhìn về phía Tư Ước Nam, Tư Ước Nam phát giác được Trần Phỉ ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Có một cái là gia gia thể nội quỷ dị, này quỷ dị có thể là hôm qua có cảnh giác, hôm nay liền biến thành gia gia bộ dáng. Tư Ước Nam dùng miệng hình nói. Thật là làm sao chia phân biệt, Trần Phỉ cảm giác một chút hai cái tư nguyên hải khí tức, kết quả phát hiện giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt. Ta cũng không biết. Tư Ước Nam có chút hoảng. Loại tình huống này nàng chưa bao giờ gặp, Tư Nguyên Hải cũng không cùng nàng nói qua loại tình huống này. Trần Phỉ nhíu mày, nhìn thoáng qua tâm nến, về thời gian ngược lại là còn có một số. Nếu như phân biệt ra được, làm như thế nào đưa ngươi gia gia mang về?" Trần Phỉ hỏi. Đem ban chỉ cắm vào quỷ dị thể nội, đem nó thu nhập đến trong nhẫn, gia gia tâm hồn liền có thể tự động trở về. Nhưng nếu như chọn sai, gia gia tâm hồn có thể sẽ trọng thương thậm chí hôi phi yên diệt, tư ức nam đem trong tay ban chỉ lấy ra. Trần Phỉ trao mày, đi đến hai cái tư nguyên hải trước mặt. Sát na vĩnh hằng, tâm thần kỹ dùng ra, hai cái tư nguyên hải một chút trở nên chậm chạp, đồng thời Trần Phỉ thời gian cũng có chút dừng lại một lát. Trần Phỉ hai mắt vẻn vẹn nhìn chầm chầm hai cái tư nguyên hải, muốn dựa vào một chút chi tiết, đánh giá ra cái nào mới là quỷ dị. Nhưng hai cái tư nguyên hải biểu hiện ra tất cả đặc thù cùng phản ứng, đều là giống nhau như đúc hai cái tựa như tấm gương hai mặt tất cả đều là giống nhau có thể chứ tư ước nam kéo một chút trần phỉ góc áo chờ mong mà hỏi trần phỉ lắc đầu vấn đề này có chút lớn này quỷ dị cùng tư nguyên hải quá mức chặt chẽ hai có thể nói là một người có hai bộ mặt muốn thông qua đơn giản biện pháp phân biệt ra được độ khó quá lớn tư ước nam cũng không biết nên làm cái gì đi đến hai cái tư nguyên hải trước mặt ngẩng đầu nhìn da da của mình muốn đụng vào cũng không dám sợ hãi dẫn phát cái khác hậu quả trần phỉ đứng tại chỗ trong đầu hiện lên mấy loại phương pháp nhưng đều bị trần phỉ từng cái bài trừ đột nhiên trần phỉ trông thấy tư ức nam bang chỉ bên trên tâm châu mảnh vỡ con mắt không khỏi có chút sáng lên tư nguyên hải tâm hồn cùng quỷ dị mặc kệ có bao nhiêu giống nhau nhưng trên bản chất có lẽ còn là không giống mà tâm châu mảnh vỡ bây giờ không có cái gì thần dị, nhưng thiên nhiên có che đậy phong cấm hiệu quả. Nghĩ tới đây, Trần Phỉ xuất ra một khối tan nát cõi lòng mảnh vỡ, đi tới hai cái tư nguyên hải trước mặt, đem tâm châu mảnh vỡ mò về bên trái tư nguyên hải cái tráng. Theo tâm châu mảnh vỡ tiếp cận, tư nguyên hải cái tráng vị trí có chút nổi lên gần sóng, mặt ngoài khí tức bị đuổi tản ra ra, lộ ra ở giữa bản nguyên. Trần Phỉ con mắt một chút sáng lên, Sát Na Vĩnh Hằng trực tiếp đập vào bên phải Tư Nguyên Hải trên thân, tiếp lấy tâm châu mảnh vỡ tới gần cái trán, theo mặt ngoài khí tức tiêu tán, một cổ khí tức âm lãnh một chút đập vào mặt. Trần Phỉ trên mặt một chút lộ ra tiếu dung, lấy xuống tư ước nam trong tay ban chỉ, cắm vào quỷ dị cái trán ở trong. Quỷ dị trong mắt tràn đầy dãy dụa, lại không cách nào làm ra động tác khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn ban chỉ xâm nhập đến cái trán bên trong. Lưu quan chuyển động, ban chỉ có chút lóe lên, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, Trần Phỉ quay đầu nhìn về phía bên cạnh thật tư nguyên hải, chỉ gặp hai mắt ở trong thả ra vẻ thanh tĩnh. Tư nguyên hải nhìn thoáng qua tư ước nam, trong mắt tràn đầy vui mừng, đối Trần Phỉ khẽ gật đầu, tiếp lấy một chút biến mất tại trước mắt. Đi! Đem tâm nến bóp tắt, Trần Phỉ hai người biến mất tại tâm quỷ giới bên trong. Tiên Vân Thành trong đình viện. Trần Phỉ cùng Tư Ước Nam một chút mở to mắt, Tư ước Nam tranh thủ thời gian đi vào Tư Nguyên Hải bên giường, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm Tư Nguyên Hải, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Tư Nguyên Hải ngón tay có chút rung động, hai mắt chậm rãi mở ra, nhìn thấy bên giường Tư ước Nam cùng Trần Phỉ mấy người. Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, cuối cùng thành công, giờ khắc này, Trần Phỉ mới có rảnh cảm giác một chút tâm thần của mình lực, không ngoài sở liệu, thật lại tinh khiết một chút. Cái này tâm quỷ giới, tự hồ rất có triển vọng, Tư Nguyên Hải tâm hồn quy vị về sau, nhục thân suy bại một chút ngừng lại, mặc dù vẫn là suy yếu, nhưng xuống giường đã có thể làm được. Lão phu tại cái này, cảm ơn chư vị, Tư Nguyên Hải đối Trần Phỉ bốn người, muốn cúi đầu, tranh thủ thời gian bị Trần Phỉ ngăn lại. Tư lão gia tử, không cần như thế. Trần Phỉ cười nói. Phiền phức chư vị, lão phu không thể báo đáp cái này mấy khối tâm quỷ thạch là lão phu mấy năm này để dành tới hy vọng đối chư vị có chỗ trợ giúp tư nguyên hải nói từ trong ngực lấy ra mấy khối màu xám tảng đá thôi nhìn phía dưới cùng bên ngoài ven đường tảng đá không khác lão phu mặc dù không phải võ giả nhưng cũng hiểu biết tâm thần lực đối với võ giả trọng yếu tảng đá kia chính là tâm quỷ giới bên trong sản xuất mỗi ngày luyện hóa một chút có thể tinh thuần chư vị tâm thần lực đối võ đạo hữu ích tư nguyên hải nhìn ra trên mặt mấy người nghi hoặc cười giải thích nói quách lâm sơn mấy người thần sắc có chút ba động nếu là những vật khác bọn hắn đoán chừng liền trực tiếp từ chối nhưng có thể đem tâm thần lực tinh thuần thứ này sức hấp dẫn một chút nâng lên đỉnh bây giờ quách lâm sơn ba người tu vi đều tại luyện tạng cảnh đặc biệt là các hoàng tiết cùng trương phương quỳnh hai người gần nhất đều đang vì đột phá luyện khiếu cảnh làm chuẩn bị muốn đột phá luyện khiếu cảnh vô luận là đo đạt khiếu huyệt, vẫn là đào móc khiếu huyệt, tâm thần lực là ác không thể thiếu. Nếu như có thể tinh thuần tâm thần lực, khi tâm thần lực đang thao túng bên trên liền sẽ trở nên càng thêm tinh tế, đối với đột phá rất có ích lợi. Cái này, Quách Lâm Sơn ba người nhìn nhau một chút, mặc dù muốn, nhưng ít nhiều có chút không có ý tứ. Bọn hắn mặc dù là đến giúp đỡ, kết quả yến đức tuyền căn bản không đến, bọn hắn liền đứng một hồi mà thôi loại tình huống này nếu như thu tư nguyên hải lễ vật quý giá như vậy nhận lấy thì ngại lão gia tử thứ này quá quý giá ta dùng những vật khác đổi với ngươi đi các hoàng tiếp do dự một chút nói các ngươi trượng nghĩa tương trợ lão phu trên thân không có cái khác chỉ có cái này tâm quỷ thạch có thể đại biểu lòng biết ơn đâu còn cần đổi tư nguyên hải sắc mặt không khỏi nghiêm trực tiếp đem tâm quỷ thạch nhét vào trần phỉ bốn người trong tay trần phỉ sờ lấy tâm quỷ thạch cảm thụ được ở trong lạnh buốt xúc cảm trong lòng hoài nghi cái này tâm quỷ thạch nguyên lý đoán chừng chính là đối tâm thần lực tiến hành ô nhiễm sau đó đối kháng chiết xuất chỉ là tương đối tâm quỷ giới đơn giản bạo lực cái này tâm quỷ thạch mỗi ngày luyện hóa một chút đối với võ giả mà nói liền ôn nhu rất nhiều cũng sẽ không dẫn đến võ giả tâm thần lực trực tiếp biến dị trần phỉ vốn định đem tâm quỷ thạch phân cho các hoàng tiết ba người nhưng ba người chỉ tượng trưng thu một khối, còn lại năm khối tâm quỷ thạch toàn bộ rơi xuống Trần Phỉ trong tay. Tư Tiền Bối, tiếp xuống ngươi dự định như thế nào? Sư đệ của ngươi, không biết lúc nào lại sẽ tìm tới cửa. Trần Phỉ nhìn về phía Tư Nguyên Hải hỏi. Yến Đức tuyền thực lực rất mạnh, lại cùng võ giả đi thẳng về thẳng chiêu pháp khác biệt, có chút biến ảo khó lường. Không có thực lực tuyệt đối áp chế, kỳ thật rất khó đem nó chém giết lần này là ta có chút coi thường bất quá ban đầu viện lạc xác thực không cách nào lại ở tư nguyên hải khẽ thở một hơi nói bất quá ta cái kia sư đệ gần đây hẳn là cũng sẽ không lại tìm tới cửa hắn làm người cẩn thận không có sách lược vẹn toàn sẽ không dễ dàng lộ diện trần phỉ nhẹ gật đầu hai người lại ước định một chút ám hiệu về sau thuận tiện trần phỉ đi tìm tư nguyên hải tâm quỷ giới trần phỉ khẳng định còn muốn đi mà lại cái này tâm quỷ giới bên trong, đồ tốt còn giống như không ít, giống như cái này tâm quỷ thạch. Sau hai canh giờ, Trần Phỉ về tới mình thuê lại đình viện bên trong, trong tay đã sách lựu lấy một túi gạo, cùng một giỏ tươi trứng gà. Tư Nguyên Hải sự tình chậm trễ hai ngày, nhưng cũng may kết quả viên mãn, lại còn để Trần Phỉ phát hiện tâm quỷ giới cái này chỗ thần kỳ, vì tâm thần lực chiết xuất tìm cái nơi đến tốt đẹp. Đình viện trong phòng bếp, Trần Phỉ chưng một nồi lớn cơm, vì đợi lát nữa trứng cơm chiên làm chuẩn bị. Trứng cơm chiên loại thức ăn này, Trần Phỉ ở kiếp trước thời điểm liền làm qua. Bất quá bình thường đều là trong nhà bên trên một bữa cơm nhiều, bữa tiếp theo đến trái trứng cơm chiên. Một lát sau, cơm mùi thơm tràn ngập toàn bộ trong phòng bếp, Trần Phỉ khoanh chân ở một bên, nhìn xem trong tay tâm quỷ thạch, thử dụng tâm thần lực thăm dò vào trong đó. Dựa theo tư nguyên hải thuyết pháp, tâm quỷ thạch mỗi ngày luyện hóa một chút, liền có thể đạt tới chiết xuất tâm thần lực hiệu quả, lại không thể ham hố, bằng không thì cũng sẽ tạo thành tâm thần lực bị ô nhiễm kết quả. Giờ phút này theo Trần Phỉ tâm thần lực thăm dò vào, một tia thấp giọng nỉ non tại Trần Phỉ vang lên bên tai, nhưng chăm chú đi lắng nghe, nhưng lại phát hiện bên tai căn bản không có thanh âm, cái này nỉ non âm thanh hoàn toàn là trong đầu vang lên. Bất quá tương đối tại tâm quỷ giới bên trong nghe được nỉ non âm thanh, tâm quỷ thạch đưa tới loại này ô nhiễm sát thực nhỏ không ít. Tỉnh Nguyên Quyết chỉ là hơi lưu chuyển, liền đem loại này nỉ non âm thanh trục xuất khỏi não hải bên ngoài, không cách nào đối Trần Phỉ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Một lát sau, Trần Phỉ mở to mắt, cảm giác tâm thần lực biến hóa, xác thực có một chút điểm có chút biến hóa, bất quá cũng không rõ ràng. Trần Phỉ cúi đầu nhìn về phía tâm quỷ thạch, nhỏ đi một chút, đại khái một thành không đến. Dựa theo cái này tiết tấu, đoán chừng sử dụng cái vài chục lần, cái này một khối tâm quỷ thạch liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Trần Phỉ ngẩng đầu nhìn một chút cơm, còn không có chân chính, thời gian còn có, tâm thần lực cũng không có cái gì cảm giác không khỏe, hiển nhiên vừa rồi điểm này rèn luyện, đối với Trần Phỉ mà nói, quá nhẹ nhàng. Tiếp tục. Trần Phỉ nhắm mắt lại, một lần nữa đem tâm thần lực thăm dò vào đến tâm quỷ thạch bên trong, lại lần này bộ pháp lớn một chút, thăm dò vào trình độ tương đối vừa rồi, tăng trưởng hơn hai lần. Lại là loại kia không có chút nào lô dít nỉ non âm thanh, để cho người ta không nhịn được muốn đi lắng nghe, nhưng lắng nghe lại không cách nào nghe ra cái gì, chỉ có vô tận điên cùng ẩn chứa ở trong đó. Tỉnh Nguyên Quyết bắt đầu bình thường lưu chuyển, đem những này nỉ non ô nhiễm ngăn cản tại tâm thần bên ngoài. Trần Phỉ cảm thụ một chút tâm thần của mình tình huống, rất vững vàng, ô nhiễm một chút liền bị thanh trừ. Trần Phỉ suy nghĩ một chút, tâm thần lực tiếp tục thâm nhập sâu tâm quỷ thạch bên trong, điên cuồng nỉ non âm thanh bắt đầu không ngừng tăng lớn, đến cuối cùng, phản phất bên tai toàn bộ đều là loại thanh âm này. Nếu như là người bình thường nghe được thanh âm như vậy, chỉ sợ vừa vào tai, người liền đã điên dại. Lục thân không nhận, loạn giết vô tội, chỉ là bình thường. Tỉnh nguyên quyết tại Trần Phỉ trong đầu cấp tốc vận chuyển, tâm quỷ ô nhiễm tại Trần Phỉ tâm thần lực bên trong xâm nhiễm, nhưng ngay lúc đó lại bị thanh trừ ra ngoài như thế lặp đi lặp lại lôi kéo tranh đoạt nhưng theo tâm quỷ thạch vỡ vụn loại này ô nhiễm thành không có rễ chi nguyên chậm rãi biến mất trọn vẹn qua một khắc đồng hồ trần phỉ mở to mắt tâm thần có chút mỏi mệt nhưng tâm thần lực độ tinh khiết lại là rõ ràng tăng lên một chút trần phỉ cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay bột phấn bây giờ mình có thể trực tiếp ngạnh kháng một khối tâm quỷ thạch ô nhiễm mà sẽ không sinh ra bất lợi ảnh hưởng chẳng qua hiện nay tối đa cũng chính là một khối lượng lại nhiều trần phỉ cũng có chút gánh không được dù sao mỗi lần đối kháng đều muốn tiêu hao tâm thần lực lượng trần phỉ bây giờ tâm thần lực lượng ít độ tinh khiết cũng thấp nếu như không phải tỉnh nguyên quyết một khối đều gánh không được lại lập tức sắp điên rơi chờ điểm cống hiến đủ rồi đem môn kia tỏa tâm quyết đổi trần phỉ nghĩ đến tàn kinh các nội quyển kia tâm thần công pháp chính là chuyên môn dùng để chiết xuất tâm thần lực nhưng là kia cao điểm cống hiến cũng ngăn cản trần phỉ đi tìm phong hư phổ phong hư phổ nhất định sẽ giúp trần phỉ hối đoái nhưng trần phỉ bây giờ chẳng những thiếu phong hư phổ năm vạn lượng bạch ngân còn có hai môn công pháp điểm cống hiến cũng là phong hư phổ ra bây giờ tiếp tục hướng phong hư phổ đòi hỏi tỏa tâm quyết đây cũng quá quá mức không thể thứ gì một thiếu tìm mình sư phụ muốn a à, phong hư phổ cũng không phải chỉ có trần phỉ như thế một cái đồ đệ còn có những người khác đâu cơm chân tốt trần phỉ đứng dậy đào một muôi cơm ra chuẩn bị làm trứng cơm chiên nghe đồng tốt trứng cơm chiên phải dùng lạnh cơm làm tương đối có linh hồn nhưng trần phỉ bây giờ cũng không phải muốn làm có linh hồn trứng cơm chiên hắn chỉ là đơn thuần muốn xoát cái độ thuần thục mà thôi nào có như vậy giảng cứu chảo nóng rót dầu ném cơm, trứng gà xuống dưới, bất quá một hồi, trong phòng bếp liền đã nổi lên một tia mùi thơm. Trần Phỉ hai tay lật xào, một lát sau, một bát trứng cơm chiên ra lò. Trần Phỉ nhìn thoáng qua bảng, tích cốc đang điểm kinh nghiệm cộng một. Trần Phỉ trên mặt tươi cười, tiếp xuống liền nhìn mỗi lần nhiều ít trứng cơm chiên lượng, sẽ bị hệ thống thừa nhận. Nghe đồng trứng cơm chiên cảnh giới tối cao, chính là mỗi một khỏa hạt cơm bên trên, đều muốn bao vây lấy trứng gà. Trần Phỉ tay nghề không tới trình độ này, trực tiếp chính là một đoàn nhỏ cơm tăng thêm một muôi trứng gà dịch, trong nồi xào bên trên hai lần, quen liền lên nồi. Đây là Trần Phỉ thí nghiệm mấy lần về sau, phát hiện ít nhất trứng cùng cơm, có thể gia tăng điểm kinh nghiệm phương pháp, cơ hồ chính là không tới 10 giây, liền có thể tăng trưởng điểm kinh nghiệm, xào Trần Phỉ gọi là một cái quên cả trời đất. Rất lâu không có xào rau, vậy mà ngoài ý muốn mang cảm giác, để chính Trần Phỉ cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không có đương đầu bếp một điểm tiềm năng. Một bên chân cơm, một bên cơm chiên, Trần Phỉ từ giữa trưa một đường xào đến ban đêm, ngoại trừ ở trong nghỉ ngơi một lát, Trần Phỉ gần như không có dừng lại. Mà dạng này không ngừng cơm chiên kết quả, ngoại trừ dần dần sắc hương vị đều đủ trứng cơm chiên bên ngoài, chính là tích cốc đang điểm kinh nghiệm nhanh chóng dâng lên. Luyện đan thuật, tích cốc đang tinh thông, 1075 phần 3000, Trần Phỉ nhìn thoáng qua bảng, dựa theo tiết tấu đoán chừng còn cần mấy ngày mới có thể đem tích cốc đang độ thuần thục soát đến đại viên mãn dù sao trần phỉ không có khả năng mỗi ngày chỉ làm trứng cơm chiên còn có sự tình khác đem phòng bếp đơn giản thu thập một chút trần phỉ về tới suối nước nóng trong khách sạn hôm nay trấn long tượng còn chưa kịp tu luyện còn có thông nguyên công động không du những này đều muốn bổ sung rất nhanh trần phỉ liền chìm vào đến suối nước nóng bên trong phụ cận nguyên khí có chút ba động tràn vào đến trần phỉ thể nội trấn long tượng nhanh chóng vận chuyển đem nguyên khí xé rách dung nhập vào huyết nhục ở trong sinh hoạt tự hồ lại khôi phục bình tĩnh trần phỉ bắt đầu hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt trạng thái tại đình viện bên kia làm trứng cơm chiên tại suối nước nóng khách sạn tu luyện thông nguyên công chờ công pháp ngày thứ năm buổi chiều trần phỉ cả người chìm ở trong nước đột nhiên toàn thân gân cốt phát ra chấn động toàn bộ mặt nước tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăng. Một lát sau, Trần Phỉ đầu duỗi ra mặt nước, cả người từng bước một đi đến suối nước nóng một bên, quay đầu nhìn về phía trong mặt nước mình, Trần Phỉ trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Công pháp, Trấn Long tượng Trấn Thân Tinh Thông, một phần năm nghìn, trải qua mấy ngày nay cố gắng tu luyện, Trấn Long tượng Trấn Thân bộ phận rốt cục bước vào tinh thông cấp. Trấn Long tượng tiến giai, nhất là rõ rệt biến hóa, chính là Trần Phỉ lại cao lớn một chút. Từ bắt đầu tu luyện võ học trước, một cái lại hắc vừa gầy lại thấp người bình thường, cho tới bây giờ thân cao giữa bất tri bất giác, đã đi tới một mét tám mấy trình độ. Cái này thân cao, tại võ giả quần thể bên trong không tính lồi ra, nhưng cùng thấp bé loại hình, đã hoàn toàn không đáp bên cạnh. Thậm chí tại người bình thường xem ra, là thoải mái nhất một loại độ cao. Mà ngoại trừ thân cao, Trần Phỉ bây giờ cùng gầy tự nhiên cũng kéo không lên quan hệ, một thân trôi chảy tính cơ bắp đường cong, là thích hợp nhất lực bột phát lượng lại không ảnh hưởng tốc độ trạng thái ngũ quan trở nên càng thêm lập thể nói là góc cạnh rõ ràng đều không đủ để cho người ta một chút liền có thể ở trong đám người phát hiện trần phỉ cực kỳ nén lòng mà nhìn thậm chí càng xem càng đẹp mắt mạnh lên liền tốt những này lại là cần gì chứ công pháp này không làm việc đàng hoàng a trần phỉ nhìn xem trong mặt nước mình vuốt nhẹ một chút cái cằm khóe miệng không khỏi có chút vĩnh lên hình dạng loại hình trần phỉ hắn khi nào để ý qua hắn lại không cần dựa vào khuôn mặt ăn cơm bây giờ bộ dáng dễ nhìn sẽ gia tăng rất nhiều phiền não a à, trần phỉ điều chỉnh một chút thế đứng từ trên mặt nước nhìn một chút gò má của mình ân xác thực còn có thể trần phỉ nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạn cuối cùng không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười cái này trấn long tượng quá bất chính trải qua ngày thứ tám chạng vạn tối Trần Phỉ cuối cùng kết thúc hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, tiếp tục đang độ thuần thục rốt cục soát đến cảnh giới đại viên mãn. Mỗi ngày nghe trứng cơm chiên hương vị, Trần Phỉ đã hoàn toàn chán ăn, ngoại trừ ban đầu mấy ngày, Trần Phỉ sẽ ăn một chút bên ngoài, còn lại Trần Phỉ toàn bộ cho Tiên Vân Thành bên trong tên ăn mày. Đúng vậy, Tiên Vân Thành dạng này xa hoa trong thành thị, vẫn như cũ có tên ăn mày dạng này quần thể, thậm chí tương đối địa phương khác, nơi này tên ăn mày còn không ít trần phỉ trứng cơm chiên tại trong nhóm người này đã dẫn phát một trận nhiệt liệt tiếng vọng thiếu hiệp đây là vật gì vì sao mỹ vị như vậy một cái lão khất cái ăn trứng cơm chiên miệng đầy đều là dầu cái khác tiểu ăn mày cũng tại lẫn nhau tranh đoạt lấy ăn trứng cơm chiên trần phỉ cười nói trứng cơm chiên tên ăn mày nhìn xem trong tay từng cái cơm nắm trứng cơm chiên hắn nếm qua a à, nhưng bây giờ trong tay bên ngoài xốp giòn trong mềm hắn vẫn cho là đây là có tiền người ăn dầu chiên cơm nắm hiện tại kẻ có tiền làm trứng cơm chiên đã thay đổi phương pháp sao dầu thả nhiều như vậy sao trần phỉ nhìn thấy tên ăn mày thần sắc không khỏi liệt xuống miệng vì nhanh chóng xoát độ thuần thục cái này trứng cơm chiên cơ hồ chính là tại dầu bên trong qua một lần nhiều ít là có chút thay đổi bộ dáng bởi vì là dầu chiên lại mỗi ngày dầu chiên trần phỉ trong phòng bếp hương vị còn thèm khóc sát vách tiểu hài thậm chí chủ động tới cửa cùng Trần Phỉ chào hỏi, dùng hoa tươi đổi cơm nắm. Tích Cốc đang đạt đến đại viên mãn trình độ, thông nguyên công tiến độ còn lại chừng 10 ngày mới có thể đạt tới đệ ngũ trọng viên mãn vị trí. Trấn Long Tượng bị quản chế nạp nguyên châu, tốc độ cũng vô pháp tăng tốc, Động Không Du trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện, đã đạt đến viên mãn cấp. Muốn đem Động Không Du tu luyện đến đại viên mãn, đoán chừng còn cần 6-7 ngày thời gian trần phỉ một thân thực lực còn tại không ngừng tăng trưởng ở trong đặc biệt là trấn long tượng trấn thân bộ phận tu luyện tới tinh thông cấp trần phỉ có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng toàn thân sức chịu đựng những này tăng lên thêm một bước đưa đến một kết quả chính là thông nguyên công đệ tam trọng đặc tính cự lực bây giờ lần nữa kích phát đối với trần phỉ lực lượng tăng phúc bắt đầu thấp xuống hiển nhiên cái này cự lực cái này đặc tính nhưng thật ra là có cực hạn đặc biệt là làm ngươi tự thân lực lượng đạt tới nhất định cấp độ, loại này cực hạn liền sẽ hết sức rõ ràng. Trần Phỉ đối với sự biến hóa này, ngược lại là không có đặc biệt để ý, dù sao giờ phút này Trần Phỉ tương đương với một mực ở vào kích phát cự lực trạng thái, thậm chí là cự lực phóng đại bản. Nguyên thần kiếm phái bên trong, cho dù là những cái kia trời sinh thần lực người, tại luyện tủy cảnh bên trong, cũng không ai có thể về mặt sức mạnh thắng qua Trần Phỉ. Còn luyện tạng cảnh, muốn lại dựa vào lực lượng nghiền ép Trần Phỉ, cũng tuyệt đối làm không được. Để bây giờ Trần Phỉ lại đối mặt lúc trước thần viêm phái sư tuyết thấm, Trần Phỉ tuyệt đối sẽ không lại bị một kích liền lui. Bây giờ Trần Phỉ, đối mặt luyện tạng cảnh, đến cùng ai mạnh ai yếu, muốn chân chính đánh qua một trận, mới có thể biết. Đây chính là thực lực to lớn tăng lên, luyện thể cảnh võ giả, có đôi khi chính là đơn giản như vậy, ai lực lượng lớn, chỉ cần tốc độ không kém rất nhiều, ai liền chiếm cứ ưu thế thật lớn. Trấn Long Tượng, liền để Trần Phỉ sang bằng một chút cùng luyện tạng cảnh trên lệch. Làm sao cảm giác, ngươi thay đổi một bộ dáng. Trị Đức Phong đưa trong tay dược liệu để dưới đất, nhìn từ trên xuống dưới Trần Phỉ, sắc mặt có chút cổ quái. Thế nào cảm giác, Trần Phỉ giống như biến cao một điểm, cũng thay đổi dễ nhìn rất nhiều, thậm chí tuổi tác bên trên, tự hồ cũng nhìn nhỏ không ít. Trì Đức Phong nhìn thoáng qua suối nước nóng, chẳng lẽ lại suối nước nóng còn có bực này hiệu quả nếu không qua mấy ngày đi thử một chút tu vi có chỗ tinh tiến trần vĩ hơi nhìn thoáng qua dược liệu đem nó bỏ vào một bên các ngươi nguyên thần kiếm phái công pháp thần kỳ như vậy sao trị đức phong hơi kinh ngạc đạo nhưng trị đức phong suy nghĩ một chút quách lâm sơn bộ dáng cũng không gặp thế nào a à, hoặc là nói trước kia quách lâm sơn phi thường xấu bây giờ đã là mỹ hóa sau kết quả rồi không phải là những công pháp khác. Trần Phỉ cười khoát tay áo, trấn long tượng quá mức thần kỳ, luôn cảm giác không phải luyện thể cảnh võ giả có thể lĩnh ngộ. Cho nên Trần Phỉ một mực không nghĩ tới đem công pháp này lấy ra, trị đức phong ngộ tính cũng vô pháp lĩnh ngộ ở trong huyền diệu. Đúng rồi, hôm qua ta đi liên minh, phát hiện cải tiến phi lăng đang nhiệm vụ kia, có biến hóa. Trị Đức Phong ngồi vào trên ghế, rót cho mình một ly nước trà. Biến hóa gì? ta cố ý đi hỏi người khác, nói là nhiệm vụ này đã có người đạt đến yêu cầu cơ bản, tiếp xuống trong một tháng, nếu như không có những người khác xuất ra tốt hơn đan phương, nhiệm vụ này coi như chính thức kết thúc. Trì Đức Phong đem nước trà uống một hơi cạn sạch. Nhanh như vậy. Trần Phỉ hơi kinh ngạc đạo, cái này cải tiến phi lăng đang đan phương nhiệm vụ, Trần Phỉ thử mấy lần, rất rõ ràng ở trong độ khó. Cho dù lấy đại viên mãn cấp bậc phi lăng đang cùng thường phù đan đều không thể dung hợp ra tốt hơn đan phương. Bây giờ lại có người sớm như vậy liền hoàn thành, coi là thật có chút khó tin. Phi lăng đang dược hiệu bảy thành trở lên, chi phí năm thành trở xuống, đây là nhiệm vụ yêu cầu cơ bản nhất. Trần Phỉ khẽ lắc đầu, chỉ có thể nói, đan sư ở trong ngọa hổ tàng long, một viên khải nguyên đan, đem một số cao thủ toàn bộ nổ ra. Nghe nói đưa ra nhiệm vụ người, là một cái mới từ địa phương khác tới tuổi trẻ đan sư, giờ khắc này ở trong liên minh, bị truyền đi thần hồ kỳ thần, tựa như còn kinh động đến minh chủ vệ Hưng Sơn. Trì Đức Phong đem hỏi thăm sự tình, từng cái nói ra. Trần Phỉ nhẹ gật đầu, thiên hạ này rất lớn, thiên tài tự nhiên cũng là rất nhiều. Trần Phỉ nghe nói năm đó tiên vân kiếm phái sáng lập ra môn phái tổ sư, 10 tuổi chính thức tập võ, kết quả 13 tuổi đã luyện tạng đại thành, 15 tuổi phá vỡ mà vào luyện khiếu cảnh, về sau càng là một đường thẳng tới mây xanh, thẳng đến sáng lập tiên vân kiếm phái người bá chủ này thế lực thậm chí nguyên thần kiếm phái tổ sư kỳ thật cũng là một cái không thua tại tiên vân kiếm phái tổ sư nhân vật chỉ bất quá hậu nhân không có tiên vân kiếm phái như thế ra sức dẫn đến từng bước một lạc hậu hơn tiên vân kiếm phái bây giờ càng là không cách nào đánh đồng ngươi nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ này cũng phải bắt cấp trì đức phong nhắc nhở trần phỉ nhẹ gật đầu trì đức phong ngồi một lát liền đem đang dược lấy đi Trần Phỉ thì là bắt đầu mỗi ngày luyện chế đan dược. Sau hai canh giờ, Trần Phỉ dừng lại, đem đan dược từng cái sắp xếp gọn, tiếp lấy bắt đầu suy nghĩ phi lăng đang cải tiến. Hai ngày trước tích cốc đan đại viên mãn về sau, Trần Phỉ liền bắt đầu thử cải tiến đan phương, nhưng cũng không có quá mức sốt ruột, dù sao cảm thấy thời gian còn sớm. Bây giờ không nghĩ tới, vậy mà đã có người hoàn thành cơ bản nhiệm vụ yêu cầu, Trần Phỉ nếu là không nắm chặt một điểm, viên này khải nguyên đang chỉ sợ cũng muốn để cho những người khác. Dược liệu chi phí kẹt tại phi lăng đang năm thành bên trên, cái khác, chính là dùng thủ pháp luyện đan, cực hạn kích phát dược liệu bên trong dược tính. Trần Phỉ tự lẩm bẩm. Mạch suy nghĩ không có vấn đề, còn lại chính là nhiều lần luyện chế, thẳng đến làm ra một cái hài lòng đan phương mới thôi. Sau đó thời gian, Trần Phỉ đi tới đi lui tiệm thuốc thời gian bắt đầu biến nhiều, thậm chí ngẫu nhiên còn muốn ôm dược thư nghiên cứu, nhìn xem loại nào dược liệu càng thêm phù hợp. Làm thí nghiệm, ngoại trừ lý luận chèo chống, trọng yếu nhất vẫn là phải vào tay. Bởi vì muốn cực hạn kích phát dược tính, Trần Vĩ trước kia mua sắm cái kia đan lô, trực tiếp hủy, gánh không được loại này kịch liệt thủ pháp dày vò, để Trần Vĩ không thể không bỏ ra mấy ngàn lượng, mua một cái cao dai đan lô. Vừa toàn không có mấy ngày tiền, một chút lại rơi xuống một mảng lớn. Mỗi ngày có thể kiếm cái hơn một ngàn hai, rõ ràng không ít kiếm, trần phỉ vậy mà rất là thần kỳ, không cách nào nhanh chóng để giành được tiền đến, luôn có địa phương cần dùng tiền, mà lại dùng tiền lượng còn rất lớn. Cũng may mới đang lô xác thực dùng tốt, vô lượng trần phỉ làm sao thô bạo đối đãi cái này đang lô đều khiên xuống tới. Thí nghiệm đan phương ngày thứ bảy, đan phương còn chưa có đi ra, trần phỉ độn không du dẫn đầu đại viên mãn. Trần phỉ đứng tại viện lạc bên trong, thân hình đột nhiên lắc lư, phản phất biết phân thân thuật một cái trần phỉ trong chớp mắt biến thành năm cái riêng phần mình hướng về một phương hướng đi một bước nhìn trời nhìn xuống đất phủ kiến năm cái trần phỉ hình tượng không phải trường hợp cá biệt hết lần này tới lần khác lại rất thật dị thường nhìn không ra cái nào mới là trần phỉ bản thể hoặc là mỗi một cái kỳ thật đều là lợi hại trần phỉ hơi thí nghiệm một chút đại viên mãn độn không du giống như phong hưu phổ lời nói động không du chính là tất vuông ở giữa đằng chuyển na di. Dĩ vãng trần phỉ mặc dù thân pháp bất phàm, nhưng nhiều nhất tại đình viện lớn nhỏ phạm vi bên trong, dần hiện ra mấy cái tàn ảnh. Khoảng cách ít hơn một chút, Trần Phỉ liền không cách nào khống chế như vậy tinh tế. Nhưng là bây giờ, Trần Phỉ lại có thể tại mấy bước ở giữa, tại bốn phía hình thành tàn ảnh, lại tinh tế trình độ vượt xa dĩ vãng, đây đối với Trần Phỉ chiến lực tăng lên, có to lớn đề cao đặc biệt là tại quần chiến bên trong trần phỉ có thể tinh tế khống chế tự thân bộ pháp lấy nhỏ nhất khoảng cách tránh né công kích tự nhiên sau một thắc phản kích liền có thể càng thêm nhanh chóng lại bởi vì độn không du là đối chi tiết nắm để chạy thật nhanh một đoạn đường dài truy hồn bộ đều có mục tiêu tăng cường điểm ấy tăng cường không phải dệt hoa trên gấm mà là cố gắng tiến lên một bước trần phỉ tại trong đình viện thoáng hiện chỉ chốc lát liền ngừng thân pháp dựa vào dạng này thân pháp, đến lúc đó bốn phái chân truyền thí luyện, cho dù đối thủ toàn bộ đều là luyện tạng cảnh, Trần Phỉ cũng có thể làm được muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Thí nghiệm Đan Phương ngày thứ 10, Đan Phương vẫn như cũ còn kém chút ý tứ, nhưng Trần Phỉ thông nguyên công đệ ngũ trọng, viên mãn. tự lực Thiết cốt, Trần Phỉ thân hình có chút bành trướng, lực lượng cường đại xuyên qua trên thân thể dưới, đặc biệt là xương cốt độ cứng cỏi, bỗng nhiên cất cao mà cái này một đặc tính mang tới biến hóa chính là vốn có chút suy giảm cự lực, không ngờ cưỡng ép tăng lên một bậc hỗ trợ lẫn nhau hoàn chỉnh công pháp chính là tốt. Trần Phỉ cảm thụ được thân thể biến hóa trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Giờ khắc này Trần Phỉ có lực lượng để Trần Phỉ có can đảm cùng bất luận cái gì luyện tạng cảnh cứng đối cứng. Trần Phỉ giờ khắc này ngoại trừ ngủ tạng lục phủ sức sống còn hơi kém tại luyện tạng cảnh bên ngoài cái khác vô luận là lực lượng vẫn là thể lực, đều đã hoàn toàn không kém. Thậm chí so tâm thần lực, Trần Phỉ đều muốn so với bình thường luyện tạng cảnh cường đại rất nhiều. Trần Phỉ bây giờ, có chút cùng loại với không trọn vẹn bản luyện tạng cảnh, có một ít địa phương mạnh hơn luyện tạng cảnh, có một ít địa phương hơi yếu một chút. Nhưng là chỉnh thể bên trên, phổ thông luyện tạng cảnh cùng không cách nào uy hiếp Trần Phỉ. Cũng chỉ có bốn môn phái bên trong cao cấp nhất một nhóm kia đỉnh phong luyện tạng, muốn song phương chân chính đánh qua, mới có thể biết được kết quả. Trần Phỉ tu luyện công pháp mạnh, lĩnh ngộ hoàn chỉnh, không có nghĩa là môn phái khác luyện tạng cảnh đệ tử còn kém, dù sao những người khác so Trần Phỉ sớm hơn tiếp xúc võ đạo, tự nhiên có thời gian dài hơn tu luyện. Ở trong không thiếu khuyết những cái kia chân chính dị bẩm thiên phú tồn tại, thậm chí gặp được công pháp độ phù hợp cao, đem mấy môn công pháp tu luyện đến đại viên mãn, cũng là bình thường sự tình. Hết thảy tất cả, muốn chân chính đánh qua, gặp qua chân chương, mới có thể xác định được. Theo Quách Sư Huynh lần trước nói thời gian, đại khái còn có không đến 20 ngày, cái kia bí cảnh liền sẽ mở ra. Trong khoảng thời gian này, Trấn Long Tượng tiếp tục tu luyện bên ngoài, ta cũng có thể đi tìm một cái tư tiền bối. Trần Phỉ đem cự lực thiết quốc đặc tính tản ra, lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu đan phương. Chỉ thiếu một chút, lại có một chút, Trần Phỉ liền có thể đem đan phương hoàn thiện ra. Khải nguyên đan, Trần Phỉ cũng sẽ không dễ dàng buông tha rơi. Thí nghiệm đan phương ngày thứ 13, suối nước nóng một bên, Trần Phỉ hai tay huy động, ra sức lực khống chế trong lò đan dược tính xung đột, đem dược liệu bên trong dược tính cực hạn bạo lộ ra. Một tia gợn sóng mùi thuốc phiêu đảng ra, đan lô cũng tại có chút trung động, hiển nhiên nội bộ biến hóa vô cùng kịch liệt. Bành, một tiếng vang trầm, một tia mùi khét từ đang lô bên trong toát ra. Trần Phỉ có chút bất đắc dĩ đem nắp lò xốc lên, thấy được trong lò đang cháy đen cặn thuốc, hay là thất bại. Lấy Trần Phỉ thủ pháp luyện đan, phổ thông luyện đan là không thể nào thất bại, nhưng là Trần Phỉ cực hạn nghiền ép dược tính, thậm chí để dược tính ở giữa lẫn nhau xung đột, kỳ vọng đạt được mạnh hơn dược tính, tự nhiên là rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Lần này nổ lô, chính là dược liệu bị nghiền ép quá ác, mình liền tiêu, cái khác dược liệu tự nhiên đi theo phản ứng dây chuyền, cùng một chỗ lật xe. Người kia, đến cùng làm sao làm được. Trần Phỉ nghi ngờ trong lòng, không biết là dược liệu phối trộn có vấn đề, vẫn là thủ pháp không đủ. Chưa từng gặp qua đối phương đan phương, Trần Phỉ cũng không biết mình trên lệch ở nơi nào. Đi trước đem thất phẩm đan sư khảo hạch xuống đây đi. Tạm thời tìm không thấy mạch suy nghĩ, Trần Phỉ suy nghĩ một chút, quyết định đi trước đem thất phẩm đan sư lấy xuống lần trước liên minh chấp sự đoan một du thần sắc trần phỉ còn nhớ rõ trần phỉ là thật lo lắng đợi lát nữa nếu như chính mình nghiên cứu ra đan phương một đám người lại hoài nghi mình đã như vậy còn không bằng trước đem thất phẩm đan sư khảo hạch xuống tới ngăn chặn một bộ phận người miệng trần phỉ vừa đến liên minh trụ sở liền nghe đến rất nhiều người đang đàm luận cải tiến phi lăng đang nhiệm vụ đặc biệt là bây giờ một cái duy nhất đạt tới nhiệm vụ yêu cầu đan sư sư xương quý nghe nói đã có bao nhiêu cái thế gia tại mời chào sư xương quý cho điều kiện cũng rất cao mục đích chủ yếu đoán chừng vẫn là viên kia khải nguyên đan dù sao đây là thánh dược chữa thương xác thực như thế nhưng sư xương quý ưu tú cũng là không thể nghi ngờ huống hồ tuổi còn chưa lớn thông gia một phen liền có thể triệt để buộc chung một chỗ Trần Vĩ trong tai nghe thảo luận, tìm được Tần Tĩnh Lan. Công tử muốn khảo hạch thất phẩm đan sư. Tần Tĩnh Lan kinh ngạc nhìn Trần Vĩ, Tần Tĩnh Lan phát hiện mỗi lần Trần Vĩ đến liên minh, đều muốn cho nàng các loại kinh hỷ. Lần trước là cải tiến đan phương, lần này trực tiếp liền muốn khảo hạch thất phẩm đan sư. Nhiều ít lão đan sư cả một đời đều chỉ có thể luyện chế thường phù đan, lại trần phỉ về khoảng cách lần khảo hạch bác phẩm đan sư, mới trôi qua mấy tháng mà thôi. Nghĩ tới đây, Tần Tĩnh Lan nhìn xem Trần Vĩ ánh mắt, càng phát nhu tình như nước, hai mắt bên trong, tựa như thật sự có sóng nước đang lưu động. Phiền phức giúp ta an bài một chút. Trần Phỉ cười nói. Công tử chờ một chút, Tần Tĩnh Lan có chút một cái hạ thấp người, tranh thủ thời gian hướng lên trình báo. Bất quá thời gian qua một lát, một cái đan sư đi tới Trần Phỉ trước mặt, Trần Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn xem người tới, đúng là trước đó thấy qua đồ kế lâm vừa vặn trông thấy ngươi muốn khảo hạch thất phẩm đan sư ta liền cố ý ôm đi qua đồ kế lâm nhìn xem trần phỉ cười nói bây giờ ngươi dạng này tuổi trẻ tài cao đan sư càng ngày càng nhiều liên minh tất nhiên sẽ phát triển càng ngày càng tốt đồ đan sư nói là cái kia đạt tới phi lăng đang cải tiến yêu cầu vị kia trần phỉ tò mò hỏi sư xương quý rất ưu tú nhưng ngươi cũng không kém ngươi lại lắng động mấy năm hẳn là có thể gắng sức đuổi theo đồ kế lâm khích lệ nói. Trần Phỉ yên lặng, lời này nghe, liền vẫn là nói hắn hiện tại, còn xa không bằng cái kia sư xương quý. Trần Phỉ không có tranh luận, trước đi theo tần tỉnh lang hai người tới một chỗ trong đan phòng, đem phi lăng đang dược liệu cần thiết nhanh chóng chọn tốt, tiếp lấy kiểm tra một chút đan lô, không có phát hiện vấn đề, bắt đầu chính thức nhóm lửa luyện đan. Đồ kế lâm nhìn xem Trần Phỉ động tác, không khỏi khẽ gật đầu, thành thạo tự nhiên, thành thạo điêu luyện, hiển nhiên đã tính trước, cái này phi lăng đang khảo hạch, hẳn là khó không được Trần Phỉ. Duy nhất, đồ kế lâm nhìn xem Trần Phỉ đang lô hạ hỏa diễm, gần như muốn đem toàn bộ đang lô nuốt hết, lông mày không khỏi có chút trung động. Đồ kế lâm còn là lần đầu tiên trông thấy như thế cái thủ pháp luyện đan, thật sự là quá thô phóng. Cái khác đan sư cho dù đối luyện đan lại có nắm chắc, cũng sẽ khống chế một chút hỏa hầu, đây là từ tiếp xúc luyện đan bắt đầu, liền dưỡng thành một chủng tập quán. Cẩn thận chặt chẽ, tinh điêu mảnh mài, nó chính là luyện đan sư. Trần phỉ thủ pháp này ngược lại tốt, không quá giống luyện đan, làm sao nhìn có điểm giống xào rau. Cái này thủ pháp luyện đan, sư thừa vị kia, thật sự là rất cổ quái. Tần tĩnh lan trên mặt không có kinh ngạc, nàng gặp qua trần phỉ hai lần luyện đan, đều là dạng này mảnh nóng nảy luyện, hết lần này tới lần khác mỗi lần luyện chế ra tới đan dược, vô luận phẩm tướng vẫn là dược hiệu đều là nhân tuyển tốt nhất giống như càng đẹp mắt là bởi vì quá lâu không gặp sao giờ phút này lẳng lặng nhìn trần phỉ luyện đan tần tĩnh lan đột nhiên kinh ngạc phát hiện trần phỉ so sánh lần trước thời điểm cả người nhìn càng thêm đẹp mắt ngũ quan cũng biến thành cực kỳ lập thể bành một tiếng vang trầm đánh gãy tần tĩnh lan suy nghĩ lung tung tần tĩnh lan ngẩng đầu nhìn lại mới phát hiện Trần Phỉ đã đem phi lăng đang luyện chế hoàn thành. Theo đan lô mở ra, chỉ có một tia mùi thơm phiêu đảng ra. Tần tỉnh lan thần sắc hơi đổi, phi lăng đang luyện chế thành công, mùi thuốc muốn phi thường nồng đậm mới đúng, bây giờ làm sao mới một điểm mùi thuốc, đồ kế lâm chóp mũi khẽ nhúc nhích, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Trần Phỉ cái này một lò phi lăng đang tuyệt đối luyện chế thành công, điểm ấy đồ kế lâm vẫn là không có nhìn lầm, nhưng mùi thơm, tự hồ có chút không đúng trần phỉ đem trong lò đang phi lăng đang lấy ra có chút ngoài ý muốn nhìn xem đang lô bên trên nửa cái đang văn gần nhất trần phỉ một mực tại thí nghiệm cải tiến phi lăng đan chủ yếu biện pháp chính là cực hạn áp bách dược tính hôm nay đến khảo hạch thất phẩm đan sư trần phỉ không tự chủ lại bắt đầu nghiền ép dược liệu bên trong dược tính lại bởi vì phi lăng đang sử dụng dược liệu bản thân rất nhiều chính là cao năm dược liệu ở trong dược tính cực mạnh đồng thời bởi vì năm đầy đủ dài, dược liệu dược tính tại bị chèn ép thời điểm, gánh chịu cực hạn cũng cao rất nhiều. Mấy loại nguyên nhân xuống tới, lại bị trần phỉ luyện chế được nửa cái đan văn phi lăng đang ra, là thật cũng có chút nằm ngoài dự đoán của trần phỉ. Đan văn Đồ kế lâm nhìn xem trong mâm phi lăng đan, không khỏi kinh ngạc nhìn trần phỉ một chút, tiếp lấy cẩn thận đem phi lăng đan tiến đến trước mặt kiểm tra, phát hiện đúng là đan văn. Đồ kế lâm giật mình, Khó trách vừa rồi mùi thuốc sẽ như vậy thanh đạm, đây là đan Văn đem mùi thuốc đều thu nạp, dung nhập vào dược hiệu ở trong. Không tầm thường a, à, ngươi vậy mà luyện chế được có được đan Văn phi lăng đan. Đồ kế Lâm đem phi lăng đan buông xuống, nhìn xem Trần Vĩ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thán phục. Vừa rồi luyện chế đang dược toàn bộ hành trình đều bị Đồ kế Lâm để ở trong mắt, tự nhiên minh bạch Trần Vĩ không có gian lận. Hoàn toàn chính là dựa vào cực hạn thủ pháp luyện đan đem dược liệu bên trong dược tính kích phát, cho nên mới xuất hiện dạng này phi lăng đan. Xem ra ta muốn thu về lời của ta mới vừa rồi, ngươi cũng không cần lại lắng động, bây giờ ngươi, so sánh sư xương quý, khó phân trên dưới A, đồ kế lâm cảm khái nói. Trần phỉ thần sắc hơi động một chút, sư xương quý đang phương đạt đến cải tiến phi lăng đan nhiệm vụ tiêu chuẩn, chính trần phỉ thử qua, bây giờ mình còn không cách nào làm được chi phí năm thành, dược hiệu bảy thành phi lăng đan đồ đan sư kia sư xương quý là dùng cái gì tiêu chuẩn đan phương đạt đến nhiệm vụ yêu cầu trần phỉ tò mò hỏi bởi vì trần phỉ luôn cảm giác chính mình có phải hay không không để ý đến cái gì hắn giống như ngươi dùng bình thường dược liệu luyện chế được nửa cái đan văn phi lăng đan đồ kế lâm nhìn về phía trần phỉ đáng tiếc nói nhưng các ngươi đang dược tiêu chuẩn hắn so ngươi càng lên trước báo trừ phi ngươi đan phương có cái gì đặc thù ưu thế không phải nhiệm vụ này vẫn là phải tính thành hắn hoàn thành trần phỉ con mắt có chút trừng lớn khá lắm nguyên lai like còn có thể dạng này hoàn thành nhiệm vụ sao vậy lần trước tại sao phải nói năm thành chi phí bảy thành dược hiệu để trần phỉ không thể không tại cái phạm vi này bên trong để tâm vào chuyện vụn vặt a à, ta lần trước nói với ngươi chỉ là trong đó một cái phương hướng nếu như ngươi có thể hoàn thành cái hướng kia ngươi phần thắng đoán chừng lớn hơn đồ kế lâm không có mất trí nhớ cũng nhớ tới lần trước nói với trần phỉ qua nói trần phỉ cười khổ một tiếng hợp lấy chính là lần trước nói phương hướng rất khó khăn không ai đạt tới sư xương quý trực tiếp dùng giống nhau dược liệu luyện chế ra càng mạnh đang dược biện pháp đạt đến nhiệm vụ yêu cầu dù sao nhiệm vụ này nói là cải tiến phi lăng đang cực lớn tăng cường phi lăng đang hiệu quả tự nhiên cũng là cải tiến dù sao chi phí lại không biến lại đối với võ giả mà nói có đôi khi càng cường hiệu hơn quả đan dược, kỳ thật đối với Tu Vi càng có ít lợi, đặc biệt là tại đột phá thời điểm. Sư Sương Quý luyện chế được nửa cái đan văn phi lăng đan, Trần Phỉ cũng luyện chế ra tới. Nhưng là vừa rồi, Trần Phỉ còn không có dùng sức A. Trần Phỉ hôm nay đến Đan Sư Liên Minh, mục đích chủ yếu chỉ là vì khảo hạch thất phẩm Đan Sư, về phần luyện chế ra bán đan văn phi lăng đan, hoàn toàn chính là gần nhất cơ bắp ký ức đưa đến nếu như tại phi lăng đang chi phí không đổi tình huống dưới luyện chế ra mạnh hơn đang dược khi trần phỉ hoàn toàn có thể làm được càng tốt hơn là trần phỉ chính là như thế có tự tin gần nhất vì nghiên cứu như thế nào đem dược liệu bên trong dược tính cực hạn kích phát trần phỉ nghiên cứu rất nhiều biện pháp nhưng rất đáng tiếc những cái kia thấp năm dược liệu bản thân gánh chịu lực có hạn trần phỉ vô luận như thế nào kích phát cứ như vậy một điểm lượng thậm chí hơi quá mức một điểm, trực tiếp cho ngươi đến cái nổ lô, để Trần Phỉ quả thật có chút không biết đi như thế nào xuống dưới. Nhưng là bây giờ đã phải dùng phi lăng đang nguyên bản dược liệu, kia rất nhiều vấn đề trực tiếp liền giải quyết. Phi lăng đang dược liệu đều là cao năm, thiên nhiên gánh chịu dược tính liền nhiều, Trần Phỉ cực hạn kích phát lời nói, sức thừa nhận cũng cường đại rất nhiều, lại Trần Phỉ còn có thể gia nhập cái khác một chút dược liệu, lẫn nhau dung hợp, thành tựu mạnh hơn dược tính. Cái khác không dám nói, nhưng là luyện chế ra một đầu hoàn chỉnh đang văn phi lăng đan, Trần Phỉ vẫn là có một chút điểm nắm chắc. Đây chính là Trần Phỉ gần nhất giúp lòng nghiên cứu kết quả, đương nhiên, đại viên mãn cấp phi lăng đan cùng tích cốc đan đều là ắt không thể thiếu điều kiện. Đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, mọi người học đều là công thức định lý, nhưng có đề mục, người khác một chút liền có thể biết đáp án, người lại chết sống làm không được rất nhiều người cũng có phi lăng đang cùng tích cốc đan đan phương nhưng bọn hắn chính là không cách nào giống trần phỉ dạng này dung hợp dạng này chặt chẽ trước đem ngươi thất phẩm đan sư xác định được đi đồ kế lâm thưởng thức một phen nữa cái đan văn phi lăng đan ngẩng đầu nhìn trần phỉ cười nói phiền phức đồ tiền bối trần phỉ chấp tay nói đồ kế lâm khoác tay áo quay người đi ra đan phòng tần tĩnh lan lúc này mới dám tiến lên sùng bái nhìn xem trần Vĩ, tiện tay nhất luyện chính là mang đan văn phi lăng đan rất nhiều đan sư cả một đời đều không thể với tới đi vào quầy hàng nghiệm chứng đang dược mang đan văn phi lăng đan tại quầy hàng đưa tới có chút bạo động trong liên minh chấp sự đều hiểu một viên đan dược mang đan văn đại biểu cái gì hơn nữa còn là phi lăng đan dạng này đan dược nghiệm chứng tốc độ rất nhanh thất phẩm đan sư khảo hạch kết quả là đã ra một khối mới ngọc bội đưa tới trần phỉ trước mặt trần phỉ đem ngọc bội cầm lấy nhìn xem phía trên lại phức tạp một chút đan văn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười ngươi muốn đem vừa rồi luyện chế đan phương viết xuống đến sau đó đưa ra nhiệm vụ sao đồ kế lâm quay đầu nhìn về phía trần phỉ nói đến lúc đó cùng sư xương quý đan phương so sánh nếu như ưu thế của ngươi càng lớn cố gắng nhiệm vụ này hoàn thành người liền biến thành ngươi liền đồ kế lâm quan sát được trần phỉ dùng chính là nguyên bản phi lăng đang dược liệu kia khác nhau chỉ có thể là tại luyện chế thủ pháp bên trên mà sư xương quý ngược lại là sửa lại một chút dược liệu nhưng chỉnh thể chi phí là không đổi thủ pháp luyện đang cũng có khác biệt cuối cùng ai ưu ai kém cần dựa vào cái khác đan sư đến đánh giá sư xương quý bây giờ cũng vô pháp hoàn toàn xác định ta trở về lại suy nghĩ một chút qua mấy ngày lại đến trần phỉ suy nghĩ một chút lắc đầu Bây giờ trên phương thuốc không có bao nhiêu ưu thế, vậy còn không như không viết, mấy ngày nay suy nghĩ thật kỹ một chút, làm cái thành thục bản tới. Tốt, chờ tin tức tốt của ngươi. Đồ Kế Lâm nhìn xem Trần Phỉ tự tin khuôn mặt, con mắt không khỏi hơi sáng, cảm giác qua mấy ngày, cố gắng Trần Phỉ thật còn có thể cho ra một kinh hỉ. Công tử, còn có cái gì cần phục vụ cho ngươi sao? Tần Tĩnh Lang ở một bên, mềm giọng nói. Ta cần đổi lấy một chút dược liệu trần phỉ nhìn xem tầng tĩnh lang cười nói trong liên minh dược liệu đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn mặc dù cần dùng điểm cống hiến đổi nhưng năm cùng chất lượng đều có cam đoan sau so phía ngoài cửa hàng càng có cam đoan một chút sau nửa canh giờ trần phỉ rời đi đan sư liên minh về tới suối nước nóng trong khách sạn bắt đầu suy nghĩ đan phương bởi vì sớm đã có mạch suy nghĩ trần phỉ đoán chừng lần này đan phương mới sẽ không tốn hao thời gian quá dài tiên vân thành đông thành nơi này là thành nội khu vực phồn hoa nhất giờ phút này một chỗ trong đình viện một bóng người chính hoảng hoảng trương trương chạy vào trong nội viện thiếu gia không xong vừa rồi lý lão để cho người ta truyền lời trở về cái kia liên minh nhiệm vụ cũng có người luyện chế được bán đan văn phi lăng đan hạ nhân vội vội vàng vàng chạy đến sư sương quý trước mặt lo lắng bẩm báo nói sư sương quý chính loay hoay hoa cỏ nghe được hạ nhân tay phải không khỏi dừng lại đem một đóa ngay tại nở rộ hoa gãy xuống tới. Thám thính tốt lai lịch sao, sư sương quý tiện tay đưa trong tay hoa ném tới trong vườn hoa, quay người đi đến trước bàn đá ngồi xuống. Lý lão nói, người kia tên là Trần Phỉ, hôm nay đến khảo hạch thất phẩm đan sư, hiện trường luyện chế được bán đan văn phi lăng đan, bị đồ kế lâm đại lực tôn sùng. Hạ nhân thấp giọng nói, cái kia gọi Trần Phỉ, đem trên phương thuốc giao sao. Sư sương quý đem chén trà cầm lấy, nhẹ nhàng thổi một chút mặt ngoài lá trà, khẽ thưởng thức một ngụm. Không có. Hạ nhân hồi tưởng một chút, lắc đầu nói. Sư sương quý khẽ chau mày, đem trong tay chén trà buông xuống. Nếu như Trần Phỉ tại chỗ đem Đan Phương giao, kia đơn giản chính là hiện trường so cái cao thấp. Mà sư sương quý Đan Phương là lên trước báo, thiên nhiên có nhất định ưu thế. Nhưng hôm nay Trần Phỉ vậy mà không giao Đan Phương. Cái này hiển nhiên là cảm thấy có thể nghiên cứu ra tốt hơn đan phương, để hoàn thành nhiệm vụ này. Không phải không có cái này tự tin, khẳng định đem trên phương thuốc giao. Sư Sương Quý đứng dậy, ở trong viện đi vài bước, thoáng có chút bực bội. Lý lão có hay không mang cái khác, Sư Sương Quý ngẩng đầu nhìn về phía hạ nhân. Lý lão nói, nhiệm vụ này, liên minh trên dưới đều nhìn chầm chầm, hắn không cách nào làm cái gì hỏi thiếu gia ngươi có hay không tốt hơn đan phương, chuẩn bị một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hạ nhân thấp giọng nói. Sư Sương quý chân mày nhíu càng sâu, hiển nhiên những người khác cũng cảm thấy, khi Trần Phỉ lại đi liên minh thời điểm, sẽ có tốt hơn đan phương hiện ra. Nếu như sư Sương quý không có cái khác tốt thủ đoạn, vậy nhiệm vụ này xác suất thất bại rất lớn. Ngươi đi xuống đi. Sư Sương quý vất vất tay, gặp hạ nhân đi xa, sư sương quý quay người đi hướng một cái khác viện lạc chuyện gì sư sương quý còn chưa gõ cửa trong phòng liền truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn giống như ngón tay xẹt qua thanh âm của kim loại để cho người ta nghe lông mày căng lên đan sư liên minh nhiệm vụ xảy ra chút tình huống có người luyện chế được đồng dạng bán đan văn phi lăng đan sư sương quý đối trong phòng cẩn thận đem tình huống nói rõ ồ phòng ốc mở ra một nữ tử đi ra nữ tử tư thái xinh đẹp, khuôn mặt càng là cực đẹp, nhưng là một đầu dữ tận vết sẹo lại là từ khóe mắt một đường kéo dài đến bên miệng, đem loại này mỹ cảm triệt để phá hư. Sư tỷ vậy chúng ta nên làm cái gì, bán đan văn phi lăng đan, đã là cực hạn của ta. Sư xương quý nhìn xem Âu Vân Liên, ánh mắt bên trong không dám lộ ra bất kỳ khác thường gì. Bởi vì Âu Vân Liên hận nhất những người khác, đối nàng lộ ra tiếc hận ánh mắt. Bởi vì loại ánh mắt này, Âu Vân Liên đã không biết móc hạ nhiều ít sông trong mắt. Ngươi cảm thấy nên như thế nào, Âu Vân Liên hỏi lại sư xương quý. Dạng này người, biện pháp tốt nhất tự nhiên là để hắn biến mất. Sư xương quý âm tàn nói. Âu Vân Liên nhẹ giọng cười lên, khẽ lắc đầu nói, lúc này cái kia đan sư chết rồi, ai được lợi, người đó là hiềm nghi lớn nhất người, cách làm này ít nhiều có chút không khôn ngoan, đan sư người trong liên minh tất nhiên cũng sẽ đối ngươi không thích thật là như thế nào, sư xương quý một chút mê mang. Chuyện này không vội, ta để cho người ta đi dò xét một chút, có cơ hội, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng biết đan phương mới. Âu Vân Liên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tựa như chỗ tối rắn độc, tùy thời mà động. Suối nước nóng trong khách sạn, một đám lửa bên trên, đang lô tại có chút rung động, trần phỉ hai tay huy động, nội kình không ngừng điều chỉnh trong lò đang dược tính xung đột vốn là có chút tràn ngập mùi thuốc, theo luyện chế tiếp tục, mùi thuốc ngược lại thu liễm, đến cuối cùng thậm chí trở nên bé không thể nghe. Trần phỉ thần sắc bất động, nhỏ bé điều chỉnh dược tính mỗi một phần biến hóa, thành đang đã tiếp cận, nhưng là càng đi về phía sau, nổ lô khả năng kỳ thật cũng càng cao. Bành Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, theo một tiếng vang trầm, đang lô nắp lò bị trần phỉ đẩy ra, chim chim khói xanh bên trong, trong lò đang đang dược bị Trần Phỉ cẩn thận lấy ra, để ở một bên mâm sứ bên trên. Thành đang ba hạt, lại mỗi một quả phi lăng đang bên trên đều có một cái hoàn chỉnh đang đan văn hiện ra. Trần Phỉ trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung, sau khi trở về, Trần Phỉ chỉ tốn không đến ba canh giờ thời gian, liền suy nghĩ ra một cái đan phương mới, thí luyện một chút, trực tiếp nhất cử thành công. Chỉ có thể nói phía trước hơn 10 ngày, Trần Phỉ thí nghiệm đan phương, tích lũy không ít kinh nghiệm, bây giờ đổi phương hướng, một chút đã đột phá ban đầu bình cảnh. Hậu tích bạc phát, Trần Phỉ cầm lấy một viên đan dược, quan sát một phen, tiếp lấy nuốt vào trong cổ họng. Phản phất nuốt vào một viên tiểu hỏa cầu, cực nóng dược lực trong nháy mắt xông về Trần Phỉ tứ chi tám mạch. Trần Phỉ thần sắc khẽ nhúc nhích, muốn là bình thường luyện tủy cảnh, có khả năng sẽ không chịu nổi cổ dược lực này. Bất quá đối với Trấn Long Tượng có một chút thành tựu Trần Phỉ mà nói, cổ dược lực này còn không cách nào rung chuyển trần phỉ nhục thân mảy may, thể nội kinh lực khẽ động, liền đem phi lăng đang dược lực xé rách, tiếp lấy dung luyện đến trong thân thể. Một nén nhang về sau, trần phỉ mở to mắt, có chút phun ra một ngụm trọc khí. Gia tăng một đầu đang văn dược lực này đúng là tăng lên bốn thành trở lên, chỉ cần có thể kháng trụ dược lực xung kích, ngược lại lại càng dễ bị thân thể hấp thu, tạp chất gần như tại không. Trần Phỉ nhìn xem trong mâm cái khắc phi lan đan. Phục dụng đang dược tu luyện, kỳ thật thể nội sẽ tích lũy một chút tạp chất. Loại này tạp chất theo thời gian trôi qua là có thể bị luyện hóa hết. Nhưng nếu như quanh năm suốt tháng phục dụng một loại đan dược, liền có thể tạo thành tạp chất chồng chất, về sau muốn luyện hóa, cũng sẽ trở nên gian nan một chút. Đồng thời đan dược tính kháng dược vấn đề, sẽ xuất hiện, đến lúc đó mỗi một loại đan dược phục dụng hiệu quả sẽ từ từ giảm xuống trần phỉ phục dụng đang dược rất nhiều theo thời gian trôi qua tính kháng dược tự nhiên cũng có nhưng cũng may trần phỉ phục dụng đều là mình luyện chế đang dược mà dùng đại viên mãn cấp bậc thủ pháp luyện chế ra đang dược tạp chất đã coi như là xuống đến thấp nhất bây giờ trấn long tượng trưởng khống tự thân dưới đang dược tạp chất vấn đề lại tiến một bước giảm xuống trong thời gian ngắn không cách nào đối trần phỉ tạo thành ảnh hưởng gì loại này có được đan văn phi lăng đan chẳng những dược hiệu mạnh lại tạp chất ít, đối với tuyệt đại bộ phận luyện tạng cảnh võ giả mà nói, đều là cực giai đang dược lựa chọn. Đem mặt khắc hai viên phi lăng đang cất kỹ, Trần Phỉ quyết định ngày mai liền đem Đan Phương đưa đến Đan Sư Liên Minh, sớm ngày đem nhiệm vụ này hoàn thành.